cô gái này trông rất giống ngôi sao lớn vương âu mỗi lần nói chuyện với khách hàng đều tính tiền đúng giờ như lại là một nhà thiết kế thiên tài vì tính cách lạnh lùng và ăn mặc thời trang đồng nghiệp đều cảm thấy cô ta kiêu ngạo sáng nay nhà thiết kế lớn trần hy đang làm việc một phụ nữ trung niên đang nói chuyện điện thoại với chồng đề nghị trần hy thiết kế cho gia đình họ nhưng cô ấy không biết trần hy lại nói một số lời coi thường vô tình để trần hy nghe thấy cô ấy đã từng nói không nhận công việc này nhưng điều này không do cô ấy quyết định dù cô ấy kiêu ngạo thế nào chăng nữa không phải cũng chỉ là một nhà thiết kế nhỏ bé sao. Làm việc cho doanh gia, ông hồ của công ty doanh gia gặp chúng ta cũng phải lễ phép, giám đốc bộ phận thiết kế Diệp Lam, tôi có thể gọi cô ấy bất cứ lúc nào. Hôm nay tôi sẽ đích thân đến cửa tìm cô ấy để làm thiết kế cho tôi, đó là đã cho cô ấy đủ mặt mũi rồi. Cô ấy dám từ chối sao? Khi bà Lâm đến công ty mới biết đã gặp mặt, do đó đề nghị Trần Hy giúp thiết kế trang trí cho biệt thự mới. Nhưng Trần Hy không quan tâm đến cô ấy, còn đưa ra một số gợi ý mà cô ấy không sẵn lòng chấp nhận. Hai người vì thế mà bất hòa giám đốc Diệp khuyên cô ấy nên tử tế hơn với mọi người, dù sao những khách hàng này cũng đều là tìm đến vì danh tiếng. Đây là bộ phận thiết kế chứ không phải bộ phận công chúng, tôi không chịu trách nhiệm về cảm xúc của khách hàng. Trước đây cô ở công ty thiết kế tinh dị làm thiết kế công nghiệp, khi cô gia nhập công ty doanh gia, tôi cũng đã nói với cô. Thiết kế công nghiệp và thiết kế nhà ở khác nhau rất nhiều, đôi khi nhà thiết kế nhà ở thực sự cần phải quan tâm đến tâm trạng của khách hàng để công việc diễn ra thuận lợi. Không trách nhiều nhà thiết kế bị ngành thiết kế nhà ở ép trở thành nhân viên kinh doanh. Cô mời tôi đến công ty danh gia, cũng là muốn tôi làm nhân viên kinh doanh sao đúng lúc này thái vân phong đang kiểm tra công trường xây dựng đối với một số vật liệu đã chỉ định lại cắt giảm chất lượng người phụ trách lo lắng nếu trần hy nhìn ra hoặc nói cho chủ nhà biết thì sao thái vân phong cho rằng nỗi lo của anh ta là thừa trần hy hôm nay có khách hàng chắc chắn không đến dù có đến thật mọi chuyện đã rồi cô ấy cũng không làm gì được hơn nữa trần hy bây giờ là người của danh gia ăn cơm nhà người ta trừ phi là ngu nếu không sẽ không phá hủy kế sinh nhai của mình nhưng không ngờ lời còn chưa dứt bỗng nhiên trần hy từ bên ngoài bước vào cô trần sao cô lại đến đây dự án do tôi phụ trách tôi không thể đến xem à đương nhiên là có thể sau đó trần hy kiểm tra đồ nội thất khiến thái vân phong hoảng sợ không biết phải xử lý thế nào trần hy lập tức nhận ra sự gian lận gỗ rồi họ sử dụng đã bị thay bằng gỗ cao su vì vậy yêu cầu thay đổi người phụ trách nhưng thái vân phong đã sớm chuẩn bị mọi thứ còn khuyên trần hy vì lợi ích của công ty thà dùng tủ đã làm xong cũng được trần hy không phản đối thái vân phong nghĩ mình đã thành công nhưng không ngờ tiếp theo sẽ là cô làm gì thế cô này phá hoại à làm lại dùng gỗ sồi nhập khẩu chuyện này rất nhanh truyền đến tai giám đốc diệp lo rằng thái vân phong sẽ đi kể với chú mình để không làm cho mối quan hệ thêm căng thẳng đã yêu cầu trợ lý tào liên hệ với trần hy tạm thời không quay lại và rời cuộc hẹn với khách hàng chiều nay đến phòng bán hàng ở khu dân cư hồ bình mà lại không hề biết rằng trần hy sẽ gặp phải kẻ thù của đời mình mỗi lần gặp khách hàng người đàn ông này lại mua một bộ vest giá chín nghìn dương quang về mặt công khai là tổng giám đốc của công ty trang trí dương quang nhưng thực chất lại là một thầu thợ. Lúc này, anh đang đi gặp một cặp đôi khách hàng, nghe nói họ đang muốn trang trí lại nhà, nên anh muốn giới thiệu công ty trang trí của mình. Người phụ nữ đột nhiên chỉ ra vết son môi trên áo của Dương Quang, anh mới nhớ ra lúc đi xe buýt, do đúng giờ cao điểm, toa xe chật kín người. Bỗng nhiên xe buýt phanh gấp, người phụ nữ bên cạnh liền lao vào lòng anh, còn để lại vết son dâu trên áo sơ mi trắng của Dương Quang. Tuy nhiên, lúc đó Dương Quang vẫn không hề hay biết, trong lòng còn âm thầm mừng thầm. Xin lỗi, xin lỗi, Tôi không biết khi nào nó dính lên, cái này. Cái này có tẩy được không? Có thể tẩy, nhưng đừng dùng nước, anh thử dùng rượu hoặc xăng xem, hoặc anh cứ đưa nó đến tiệm giặt khô, họ sẽ giặt sạch, giống như mới tinh, yên tâm đi. Cảm ơn, cảm ơn. Nhưng không ngờ, vì vết son môi trên cổ áo của Dương Quang khiến cho cặp đôi này bắt đầu cãi vã, anh có vẻ dành chuyện này quá nhỉ. Lão hạ, lão hạ nói với tôi mà. Lão hạ nói cái này với anh làm gì? Người ta nói chuyện có đầu có đuôi đâu, tôi biết đâu, chỉ nói bừa thôi mà. Hôm nay anh phải nói rõ ràng chuyện này cho tôi. Điều này khiến Dương Quang hơi bất ngờ, lập tức cảm thấy hợp đồng này có thể sẽ đổ bể, trong khi ở một nơi khác, người thợ đang làm mới gạch men cho khách hàng. Một cách bất ngờ, người thợ phát hiện ra rằng chủ nhà trước đây đã sử dụng vật liệu chống thấm giả mạo. Người thợ tốt bụng nói sự thật với chủ nhà, không ngờ lại bị chủ nhà nghi ngờ, cho rằng họ không đủ chuyên nghiệp, còn muốn tìm người phụ trách của họ để đòi bồi thường. Dương Quang nhận được cuộc gọi của người thợ và nhanh chóng đến nhà chủ nhà. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc chỉ cần ngửi một cái là anh có thể khẳng định lớp chống thấm là hàng giả, nhưng chủ nhà hoàn toàn không tin, cho rằng họ chỉ là lừa đảo tiền bạc và đưa ra lời đe dọa nặng nề, hoặc là phục hồi lại gạch, hoặc là tiếp tục làm tốt công việc. Nhưng gạch đã bị đập vỡ, không thể phục hồi được, Dương Quang đành phải dẫn theo vài người thợ trở về. Không ngờ trên đường xe của họ lại bị va chạm, Dương Quang vội vàng xuống xe kiểm tra tình hình, và xe phía sau lại là một chiếc xe sang, từ trên xe bước xuống một người phụ nữ tóc sóng bồng bềnh. Dương Quang muốn gọi cảnh sát để giải quyết nhưng Trần Hy thấy họ là chiếc xe tải cũ kỹ Liền đưa cho họ 500 đồng tiền bồi thường Điều này khiến mọi người đều thấy rất đáng Vội vàng để Trần Hy đi Nhưng Dương Quang cảm thấy làm như vậy không đúng Vì chính mình là người vi phạm luật lệ giao thông Không nên đòi tiền từ người khác Nhưng mọi người lại cho rằng người phụ nữ đó mốc mếch Lại còn nghĩ rằng mình đã kiếm được tiền Tuy nhiên, họ không biết rằng Trần Hy rất rõ ràng là Dương Quang họ vi phạm luật Chỉ là cô ấy đang vội và không muốn làm to chuyện Nên đã trả tiền để giải quyết Sau đó dương quang đến khu bán nhà ven hồ và bất ngờ phát hiện trần hy cũng ở đó điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa là họ thực ra cùng làm một ngành ông lưu từng muốn tiếp tục thảo luận về việc trang trí nhà với hàng xóm của mình không ngờ trần hy lại có thái độ lạnh lùng thúc giục khách hàng mau chóng nói chuyện công việc điều này khiến ông lưu rất tức giận cảm thấy trần hy quá vô tình nhưng vẫn mỗi người nói chuyện với nhà thiết kế của mình cuộc nói chuyện giữa trần hy và khách hàng bị ông lưu nghe thấy ông cảm thấy trần hy quá đáng cô ấy không nghe ý kiến của khách hàng và còn xen vào còn cảm thấy mức phí thiết kế 1.000 đồng mỗi mét vuông thật là quá đắt. Tuy nhiên, công ty của Dương Quang là công ty nhỏ, vì vậy họ không thu phí thiết kế. Chúng tôi đã nhận trang trí ngôi nhà của bạn, phí thiết kế là miễn phí, hoàn toàn miễn phí. Đúng đúng đúng, bạn cứ tiếp tục xem, miễn phí, đúng là thế, ai lại thu phí thiết kế chứ, phải không? Bạn chỉ cần lấy tiền phí công trình là được rồi, hai loại phí, thiết kế và công trình. Khi nghe Dương Quang không thu phí thiết kế, Trần Hy cảm thấy ngay cả kẹo cũng không còn ngon nữa, thậm chí còn cảm thấy họ chỉ là đang làm loạn thị trường, không xứng đáng được gọi là nhà thiết kế. Sau đó cô bực tức rời đi. Tuy nhiên, lúc này họ không biết rằng họ sẽ sớm gặp lại nhau. Người đàn ông dưới sự xúi dục của ông lão đã lén lút nghe trộm ở cửa, không ngờ bị đối phương bắt quả tang. Người đàn ông bối rối, vội vàng giả vờ đo kích thước góc tường, bình tĩnh nói là để thuận tiện khi mang đồ nội thất lớn vào sau này. Trần Hy hoàn toàn không tin, chưa từng thấy ai mặt dày như vậy, bị phát hiện ăn cắp còn nói như đúng rồi. Cửa thang máy phải đo cho tốt, cửa hẹp đồ nội thất lớn không vào được, còn nữa, mặt người dày quá, cũng dễ bị cửa thang máy kẹp lời này lập tức làm dương quang mặt đỏ bừng vội vàng kéo ông lão đi chủ nhà lo lắng rằng đội thầu gói thầu sẽ báo giá không chính xác hoặc báo giá bừa bãi nhưng họ lại không đủ khả năng thuê công ty lớn ông lưu định khi bắt đầu công trình sẽ luôn theo sát lời này vô tình được trần hy nghe thấy nên cô đã chủ động đề nghị giúp họ xem bảng báo giá và còn nói rằng các đội thầu bên ngoài không đáng tin cậy quả thực đồng nghiệp là kẻ thù luôn không quên đá người đang té đến ngày hôm sau dương quang đã đưa báo giá của mình cho ông lưu ông lưu rất hài lòng sau khi so sánh với nhiều công ty trang trí khác báo giá của dương quang được coi là tâm lý nhất vì vậy ông yên tâm giao nhà cho dương quang chịu trách nhiệm lúc này trần hy lại dẫn người đến nhà bên cạnh quy mô thật sự quá lớn ông lưu cảm thấy họ thật là xa xỉ bằng mọi cách muốn dẫn dương quang vào xem bản vẽ thiết kế của họ mặc dù dương quang không muốn đi nhưng trần hy lại dùng cách thức kích thích để bảo anh ta vào xem nhưng yêu cầu thiết kế không được giống nhau không dám xem nữa dương quang lập tức không thể giữ được mặt mũi ai không dám xem chứ thật là xem thì xem thôi đi thôi Ông Lưu đã xem qua bản vẽ thiết kế của Trần Hy, cảm thấy thiết kế của cô và Dương Quang không khác nhau là mấy, nhưng bên trong có một vấn đề rất lớn. Điều này khiến Dương Quang rất bất lực, cảm thấy ông Lưu không nên nói năng lung tung trên đất người ta, vấn đề này lớn đấy. Anh không thấy à, nếu anh không thấy vấn đề, thì chứng tỏ anh mới có vấn đề, có vấn đề thì phải nói ra ở đây này. Tuy nhiên, Trần Hy lại giữ ông Lưu lại, bắt buộc phải nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Cuối cùng ông Lưu đề cập đến việc không có phòng dành cho trẻ em, và sau này cha mẹ hai bên đến thăm cũng không có chỗ ở, không ngờ Trần Hy đã có giải pháp. Có thể lắp thêm một cửa trượt, chỉ cần đặt một chiếc giường sofa là có thể tạm thời ở lại, nhưng ông Lưu cảm thấy không thể để người lớn tuổi ở những nơi như thế. Thấy hai người trẻ không có tình cảm, Dương Quang sợ ông ta làm phiền, liền đẩy ông Lưu về nhà mình. Sau đó, ông Lưu lợi dụng lúc Dương Quang không để ý, lén lút bảo bạn đời mình tìm Trần Hy, nhờ cô ấy giúp xem bảng báo giá. Không ngờ Dương Quang cũng đi ra, thấy Trần Hy đang xem bảng báo giá của mình, liền chế nhạo Trần Hy là người nhiệt tình, thậm chí còn giúp đỡ công ty khác kiểm tra miễn phí bà lưu ngại ngùng quay về tìm ông lưu giải thích nhưng trần hy sau khi xem xét báo giá của dương quang lại rất ngạc nhiên cảm thấy theo báo giá đó dương quang hầu như không có lợi nhuận nào giá này anh làm được sao việc còn do người mà tôi có việc gấp tôi đi trước nhé trần hy thấy báo giá của dương quang thấp như vậy trong khi báo giá của công ty mình lại cao quá mức nên đã đi tìm thái vân phong để tính sổ nhưng thái vân phong cho rằng khách hàng đã đặt cọc khuyên cô nên chấp nhận sai lầm không nhận được câu trả lời hài lòng từ thái vân phong trần hy đã tự mình tìm hồ tổng để giải thích tình hình Hồ Tổng tự mình kiểm tra và xác nhận báo giá thật sự không chính xác, nhưng vì báo giá đã được đưa ra, chỉ có thể thực hiện như vậy. Không ngờ, Hồ Tổng tìm ra cách, vì khách hàng thiệt thòi trong hợp đồng nên cần bồi thường ở những nơi khác, cô nói xem sao. Trần Hy lại muốn bồi thường cho chủ nhà một gói sản phẩm thương hiệu hàng đầu, nhưng Thái Vân Phong kiên quyết không đồng ý, ngược lại Hồ Tổng lại đồng ý và còn nhắc nhở Thái Vân Phong. Đây là gói sản phẩm đặc biệt dành cho khách hàng của nhà thiết kế Trần Hy, để anh ta thông báo món quà bất ngờ này cho khách hàng. Trần Hy rất hài lòng với kế hoạch này, nhưng cô không hề biết rằng, vào thời điểm này, ông chủ hồ đầy nụ cười kia, thực chất là một con cáo già xảo quyệt. Ông ấy nói, không quan tâm thế giới này to đến mức nào, không quan tâm có bao nhiêu người, bà muốn tìm ai, không quá 6 người là có thể tìm thấy họ, không phải? Ông cũng tin những thứ trên mạng à? Tôi tin lắm, bà cũng phải tin đấy chứ, nhà tôi không phải là tìm gạch men như vậy sao? Chính đứa cháu trai của tôi, Quốc Bân, không quá bốn người đã giải quyết xong việc này. Ông lão mua gạch men hiệu lớn trên mạng với giá một nửa, còn tự hào vì nghĩ mình đã có được món hời nhưng khi hàng đến họ phát hiện ra gạch là hàng giả ban đầu ông lưu không tin cho đến khi dương quang làm thí nghiệm hút nước cho ông xem rồi dùng chìa khóa cào lên là lộ ra vết xước ông mới không thể không tin ông lưu vội vàng tìm cách trả hàng nhưng đối phương không nghe máy hóa ra ông lão đã liên lạc với người trên mạng tưởng rằng mình mua được giá xuất xưởng từ người bên trong ông lưu rất buồn nhắc nhở dương quang họ không được để vợ ông biết lo bà lưu tâm cơ nhỏ không chịu được tuy nhiên trước khi vợ ông bị bệnh ông đã ngất xỉu làm mọi người vội vàng đưa ông về nhà Lưu Kiến Đông và Tiểu Tiêu bàn bạc, định giả dạng người trong xã hội để giúp ông Lưu đòi tiền hàng. Anh xem cái dáng vẻ của tôi có giống người trong xã hội không? Không giống, không thể nào. Hồi tôi còn nhỏ tôi thấy những kẻ lưu manh trong làng chúng tôi đều ăn mặc như vậy thật đấy, dây chuyền vàng, chuỗi tay gì đều có, áo hoa nữa. Anh xem tôi mặc như vậy có giống người trong xã hội không? Cũng được, kính phải tháo ra, trông ngố quá. Anh đeo kính trông giống Harry Potter ấy, chúng ta chẳng phải đang đi chơi phép thuật đâu. Đúng đó, tôi nhắc anh nhé, lát nữa đến đó, nhất định không được gọi tôi là kiến đông gọi là đại ca nghe chưa đi thôi sau đó họ giả vờ theo dõi xe tải để đến nơi sản xuất hàng giả không ngờ bị đối phương phát hiện dấu vết khi kiến đông gặp người phụ trách đề nghị phải cho ông lưu một lời giải thích không ngờ đối phương không những không chấp nhận còn kéo anh vào xưởng và đánh anh một trận tơi bời về sau lão tứ và dương quang trách họ không nên làm điều ngu xuẩn nhưng tiểu tiêu nghĩ kho hàng của họ chắc chắn có vấn đề nếu không sẽ không có nhiều người bảo vệ như vậy dương quang cảm thấy họ quá đáng không chỉ lừa dối khách hàng mà còn dám bắt nạt anh em mình, quyết định cùng lão tứ đi đòi lại công lý. Sau đó, Dương Quang cùng lão tứ mặc vest đến nhà máy. Anh cầm búa làm gì thế? Lỡ đánh nhau thì sao? Đánh cái gì? Tôi cầm nó làm gì? Anh nói cái này cái này. Nếu động tay, kiến Đông mới vừa rồi đã thiệt thòi. Anh ấy diễn kém, cất đi. Đối phương lầm tưởng Dương Quang là Thái Vân Phong của doanh gia nên không dám coi thường. Sau đó giới thiệu cho họ hàng hiệu lớn. Tuy nhiên, sau khi Dương Quang xem qua đã muốn rời đi, cảm thấy hàng họ cầm không ổn. Người phụ trách vội vàng gọi họ lại, dẫn họ vào văn phòng xem hàng tốt, rất tốt rất tốt, anh có bao nhiêu đây, ông chủ tùy anh muốn bao nhiêu. Anh muốn bao nhiêu chúng tôi có bấy nhiêu, thật đấy, đừng có thổi phồng ở đây, tôi muốn nhiều lắm đấy, không giấu ông chủ anh, xưởng này tôi tự mở, chỉ cần anh trả đủ tiền, xưởng sẽ làm việc 24 giờ cho anh, không có gì là vấn đề cả, còn dẫn họ đi tham quan xưởng. Cuộc trò chuyện của họ đã bị Dương Quang dùng điện thoại bí mật ghi âm lại. Khi Dương Quang gửi bản ghi âm cho Lưu Kiến Đông, anh ta dặn chỉ cần một giờ không trở về thì phải báo cảnh sát ngay làm cho đối phương hoảng sợ không biết làm sao chẳng bao lâu họ đã chuyển tiền trả lại cho ông lưu sau sự việc này ông lưu để dương quang hoàn toàn phụ trách việc sửa chữa nhà ông giờ tin tưởng vào nhân cách của dương quang dương quang cũng chuẩn bị báo cáo cơ quan giám sát thị trường về điểm sản xuất hàng giả này ngày hôm đó ngôi nhà cô chịu trách nhiệm thiết kế khởi công nhưng công nhân chỉ đánh bài ở một bên mà không chịu bắt đầu làm việc trần hy rất tức giận và khó hiểu bởi vì họ đều biết khu dân cư có quy định không thành văn là phải giữ mối quan hệ tốt với bộ phận quản lý tài sản và chỉ có thể sử dụng đội phá tường của bộ phận quản lý tài sản. Nhưng Trần Hy cho rằng việc chọn ai để phá tường là quyền của mình, vì vậy cô đã đi ra ngoài tìm một vài người phá tường. Ngay khi họ mới bắt đầu công việc không lâu, quản lý tài sản đã đến hiện trường khởi công, chuẩn bị gây khó dễ cho họ, yêu cầu họ phải đến bộ phận quản lý tài sản để làm thủ tục trước khi có thể phá tường. Nếu không, không chỉ không được phá tường, mà ngay cả việc vận chuyển rác cũng không được sử dụng thang máy nhưng Trần Hy không tin vào điều này, cô tự mình đến bộ phận quản lý tài sản làm thủ tục. Khi đang chờ thang máy, cô gặp lại Dương Quang. Dương Quang lại một lần nữa chế nhạo Trần Hy nên hạ mình khi cần thiết, không nên luôn tỏ vẻ cao ngạo. Trần Hy lại cảm thấy như Dương Quang đến đây là để giáo huấn cô, cô không để lời anh ta vào tai. Khi Trần Hy đến tìm bộ phận quản lý tài sản, cô thấy Thái Văn Phong đi ra từ văn phòng quản lý tài sản và hơi ngạc nhiên vì không hiểu tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây. Nhưng Thái Văn Phong nói dối rằng đây cũng là công trường của công ty họ, đến xem xét tình hình cũng là điều nên làm. Thái Vân Phong không hề tốt bụng như vậy, hành động này chỉ là để khẳng định sự hiện diện của mình, cũng thuận tiện cho việc can thiệp vào dự án này sau này. Khi biết Thái Vân Phong đã dàn xếp xong với bộ phận quản lý tài sản và giờ có thể bắt đầu làm việc, Trần Hy mới rời đi. Công ty của họ lại nhận được đơn hàng từ khách hàng, do là khu cũ và còn là hộ gia đình lạ, không có nhà thiết kế nào muốn nhận, nhưng Trần Hy cảm thấy đây chính là dự án mà cô muốn thử sức. Cô sẵn sàng giảm giá thiết kế 30% cho họ và có thể đến hiện trường đo đạc bất cứ lúc nào, nhưng không ngờ rằng phía bên kia vẫn chưa mua được nhà, chỉ là muốn tham khảo trước một chút về chi phí. Bà thư đột nhiên hỏi về tiến độ công trình và yêu cầu cô cung cấp hình ảnh tiến độ công trường. Vì sự tin tưởng của khách hàng, Trần Hy chuẩn bị đến hiện trường công trường để chụp ảnh. Tại thời điểm đó, Diệp tổng yêu cầu Trần Hy tham gia cuộc họp bàn về gói trang trí mới, điều này khiến cô cảm thấy mình và Thái Vân Phong đang cùng một phe, chỉ để ngăn cản cô đến công trường giám sát, do đó mỗi lần đều sắp xếp cho cô những công việc kỳ lạ. Tuy nhiên, Diệp tổng lại cho rằng mình đang bảo vệ cô mới làm vậy, thậm chí còn cảm thấy Trần Hy quá nghiêm túc trong công việc, làm nhiều việc theo ý mình, điều này trong môi trường công sở là điều cấm kỵ, khuyên cô cân nhắc lợi ích giữa công ty và khách hàng. Sau đó, Trần Hy đến công trường, nhưng bất ngờ phát hiện công nhân đã thay đổi thiết kế của mình và Thái Vân Phong cũng biết chuyện này. Người đầu công trường còn khăng khăng rằng họ không thể làm theo thiết kế của Trần Hy, điều này khiến Trần Hy tức giận đến mức kinh huyệt cũng đến sớm. Cô hỏi anh Dương Quang, người có kinh nghiệm, Dương Quang, tôi hỏi anh cái này, lắp một đường dây trên trần nhà, bên dưới đường dây lắp một cửa trượt treo, trên cửa có lắp một màn hình chơi game, có làm được không? Được chứ, quá được rồi, cái này dễ ợt, chỉ cần lắp một dầm thép vào trần nhà là xong, Trần Hy liền kéo Dương Quang quay lại công trường để nhờ anh làm. Nhưng Dương Quang một nhìn đã biết mình phải làm việc khó, người ta chắc chắn không vui, nên đã tìm cớ nói mình cũng không thể làm được. Hành động nói một đằng làm một nẻo của Dương Quang khiến Trần Hy rất tức giận, lúc nói không làm được, anh đang lừa tôi phải không? Anh suy nghĩ lại đi, tôi nói chuyện này với anh là nghiêm túc đấy. Đúng lúc Trần Hy không biết phải giải thích thế nào với khách hàng, bà thư đã chủ động liên hệ với cô ấy vì gia đình bà đã được nâng cấp gói miễn phí không có ý kiến gì về sự thay đổi giữa thiết kế và thực tế thậm chí còn rất hài lòng trần hy đành bỏ qua hôm sau gặp ông lưu ông ấy nói với trần hy rằng dương quang luôn làm theo quy trình kỹ thuật xây dựng ngược lại doanh gia lại không nghe xong trần hy vội vàng vào công trường phát hiện thợ không đợi vữa khô đã quét lớp thứ hai sơn latex trên tường đã nứt cô hỏi thợ tại sao không theo quy trình kỹ thuật của doanh gia nhưng thợ bào chữa là vì gấp thời gian hơn nữa họ không phải nhân viên của doanh gia căn bản không coi lời cô ra gì. Những bí mật ngành này khiến cô không thể chấp nhận, cô kể chuyện này cho Diệp Tổng nghe, không ngờ Diệp Tổng lại nói. Chuyện tương tự ở các công ty khác rất phổ biến, nước quá trong không có cá, nếu không chấp nhận được thì phải cố gắng học cách thích nghi. Điều này khiến cô lập tức nảy sinh ý định từ chức. Dương Quang là một người đứng đầu nhóm thợ, nhưng không bao giờ nợ lương, còn coi nhân viên như anh em, nhưng người khác lại coi ông như kẻ thù. Lão Tứ làm sổ sách giả để lấy hoa hồng, phúc căn mượn danh nghĩa Dương Quang để nhận việc tư khắp nơi, hành vi của họ, Dương Quang dường như không hề hay biết, cho đến một ngày, Thái Vân Phong của doanh gia tìm đến, Dương Quang mới biết Phúc Can dùng danh nghĩa ông để nhận dự án riêng, thậm chí còn bỏ trốn với số tiền cọc 100.000 tệ. Mặc dù đối phương nói có lý có tình, ông vẫn không tin Phúc Can sẽ làm chuyện đó, yêu cầu cho mình 3 ngày để xử lý, Dương Quang đi khắp nơi tìm Phúc Can, nhưng một mực không thể liên lạc được, thời gian 3 ngày đã trôi qua, Dương Quang gặp lại Thái Vân Phong không ngờ đối phương dùng chuyện này để uy hiếp Dương Quang gia nhập doanh gia, nếu không sẽ báo cảnh sát. Dương Quang buộc phải tạm thời đồng ý, nhưng đưa ra điều kiện là phải theo nguyên tắc của mình khi nhận dự án và hoàn toàn không làm những việc không sạch sẽ về tiền bạc, nếu không thì sẽ chia tay. Ông nghĩ điều kiện như thế sẽ bị từ chối, nhưng kết quả là quản lý đối phương lại đồng ý, nói rằng do danh tiếng của doanh gia ngày càng tụt dốc, đội ngũ xây dựng chất lượng thất thường, để làm một vài dự án hình ảnh cứu vớt danh tiếng mới cho phép Dương Quang gia nhập và chỉ cần ưu tiên hoàn thành dự án của doanh gia cũng cho phép họ tiếp tục nhận đơn bên ngoài. Dương Quang không tin lời Thái Vân Phong nói, đối phương dường như đã có sự chuẩn bị trước, nếu không sao lại chuẩn bị sẵn thẻ công cho ông. Tối hôm đó, thợ điện nước Phúc Căn là Tôn Ninh đến tìm, vì Phúc Căn nợ cô tiền lương nhưng lại tìm không thấy người, cô chỉ có thể đến đòi Dương Quang. Nhưng nhân viên đều cảm thấy Tôn Ninh không có bằng chứng, hành động này rất vô lý, nhưng Dương Quang lại hứa sẽ trả nợ thay Phúc Căn, còn để cô gái ở lại làm việc cùng. Sáng hôm sau, Dương Quang cùng nhân viên ăn sáng, nói chuyện về doanh gia, doanh gia nước sâu lắm, chúng ta đã lao vào rồi, cậu cứ đi dạo bên bờ thôi, đừng lội vào nước sâu, không chết đuối mất, không đáng đâu cuộc nói chuyện của họ vô tình bị người khác nghe thấy không ngờ người đó lại là hồ tổng của danh gia không ngờ lại nói xấu ngay trước mặt chủ nhân mọi người đều ngứa người từ vài câu nói ngắn ngủi đó hồ tổng cảm thấy dương quang bề ngoài thật thà thực tế lại là một người rất thông minh loại người này lại càng khó kiểm soát bảo cháu trai phải thận trọng tận dụng nhưng trong mắt thái vân phong dương quang chỉ là một người đứng đầu công trình bình thường hoàn toàn không để tâm đến lời của chú ngày đầu tiên dương quang đi làm công ty đã giao cho anh một dự án và lại là một dự án cải tạo nhà ở kỳ lạ điều anh không ngờ tới là lần này lại hợp tác với Trần Hy. Nhưng Trần Hy luôn có thành kiến với Dương Quang, cho rằng anh và Thái Vân Phong đồng lõa, quyết định giám sát công trình, ngăn chặn việc cắt xén vật liệu. Nhân viên vốn đã không thích Trần Hy, bây giờ Trần Hy kiểm tra từng công đoạn, mọi người đều nghĩ Trần Hy đang gây khó dễ cho họ. Hai bên như kim châm chọc bông, không ai ưa ai, điều này khiến Dương Quang rất đau đầu. Vợ chồng chủ nhà cũng không phải dạng vừa, hai vợ chồng có ý tưởng riêng về thiết kế, cãi nhau một trận rồi bỏ chạy, họ vất vả mới giải quyết được vợ chồng chủ nhà. Nhưng mới khởi công không lâu, bà tô vì không tham khảo ý kiến nhà thiết kế đã tự ý mua bồn cầu thông minh nhưng phòng tắm lại không có điều kiện lắp đặt hàng giảm giá lại không thể trả lại kết quả hai vợ chồng lại cãi nhau còn làm ầm ĩ đòi ly hôn lại nói là sao chuyện này chẳng bao giờ hết phải không tôi làm sao lại không hết chuyện được chúng ta nói rõ ra đi tiền sửa nhà là tôi ra đúng không tiền là tôi ra tại sao tôi lại không thể quyết định tôi đồng văn chúng ta nói cho rõ ràng chúng ta đã thỏa thuận lương của tôi để tiêu dùng lương của anh để dành mua nhà giờ anh nói với tôi rằng cái nhà này tôi không ra tiền thấy công trình sắp bị bỏ dở, Dương Quang không muốn từ bỏ, liền thử thuyết phục ông Tô nên hoàn thành việc sửa nhà rồi hãy ly hôn, như vậy ít ra cũng không phải vi phạm hợp đồng và căn nhà cũng có thể bán được giá tốt. Trước tiên hãy hoàn thành việc sửa chữa nhà, các bạn có thời gian để bình tĩnh suy nghĩ, đợi nhà hoàn thành, nếu các bạn vẫn quyết định ly hôn, bán nhà rồi chia tiền, mỗi người đi một ngả, thật tốt biết mấy. Sau đó, Dương Quang cũng giải thích với Trần Hy rằng ông không phải một nhóm với Thái Vân Phong, nếu không làm sao có thể nhận một dự án hỏng như thế. Dự án này chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, và trước đây cũng không hề lừa dối cô, đề nghị cô tạm thời bỏ qua định kiến cá nhân, cùng nhau hợp tác hoàn thành dự án. Trần Hy thấy lời Dương Quang có lý, quyết định tin tưởng ông một lần nữa. Chu Địch cầu xin Trần Hy làm nhà thiết kế cho căn nhà của mình, nhưng ngay khi gặp mặt đã bắt đầu nói chuyện gia đình và còn nói ra những điều kinh ngạc. Trần Hy, cô là xử nữ à? Cô, cô nói là cung xử nữ phải không? Vậy cô nên nói rõ ra chứ, ai không biết chứ, một người đã 40 tuổi rồi, còn nghiên cứu về cung hoàng đạo và vận mệnh. Trần Hy nghĩ người này đúng là điên, tôi không phải, cô tìm người khác đi. Tuy nhiên, luôn có người vì tranh giành kinh doanh mà không từ thủ đoạn, ngay dưới tòa nhà công ty, Hàng Khải Văn tự ý xung phong với Chu Địch, đề nghị không thu phí thiết kế, thậm chí còn có thể giúp cô tiết kiệm tiền bằng cách lách qua doanh gia. Điều tồi tệ hơn là anh ta đã nói Trần Hy là một tay mới trong nghề thiết kế nội thất, hoàn toàn không hiểu thiết kế là gì và mức phí thu thập rất không hợp lý, suýt nữa đã khiến Chu Địch tin là thật. Lời này vô tình được Dương Quang nghe thấy, Dương Quang tức giận ngay lập tức, người không có liêm sỉ thực sự đáng ghét quyết định phải giúp Trần Hy một tay. Xin lỗi, không sao chứ, anh làm gì vậy, không nhìn đường à, tôi đang nhìn điện thoại đây này. Tôi đi trước nhé, cô cứ suy nghĩ kỹ và liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Được, liên lạc bất cứ lúc nào, được rồi, cảm ơn anh nhiều. Bà Chu Địch, chúng ta đã gặp nhau, vài tháng trước chúng ta đã gặp, tôi đã tiếp đón bà và ông xã bà, tôi là Dương Quang, tôi làm trong ngành trang trí nội thất, bà có ấn tượng không? Anh, anh chính là người đó, cái son môi đó, bây giờ anh đã chuyển đến làm ở doanh gia rồi à, tôi vừa được điều đến bộ phận kỹ thuật làm quản lý dự án anh nhanh nhanh đến đây ngồi xuống đây tôi đúng lúc muốn nói chuyện với anh tôi đang muốn hỏi anh về một người cứ nói đi bộ phận thiết kế có một người tên là trần hy anh đã nghe nói về cô ấy chưa tôi biết cô ấy khá nổi tiếng chu địch bèn hỏi anh ấy về năng lực làm việc của trần hy điều này rất vừa ý với dương quang vì thế anh đã giáo diết nói tốt cho trần hy còn dẫn chu địch đi tham quan ngôi nhà do trần hy thiết kế thiết kế này rất tây thêm được 13 ba mét vuông nữa đấy thật sao đúng vậy tất cả đều là ý tưởng của nhà thiết kế Trần, Trần Hy ấy, Trần Hy đúng rồi, với các chi tiết bằng gỗ. Công việc này rất tỉ mỉ, thiết kế này rất tốt, căn phòng này trông rộng rãi hơn nhiều luôn. Sau khi tham quan xong ngôi nhà, Chu Địch cảm thấy thiết kế của Trần Hy rất độc đáo, vì vậy cô đã yên tâm giao thiết kế ngôi nhà cho Trần Hy. Nhưng vấn đề là Trần Hy chưa hề có ý định nhận đơn hàng, nhưng Chu Địch không biết, Dương Quang cũng không biết. Cho đến một ngày, alo, Dương Quang, không phải anh nói Trần Hy là nhà thiết kế thiên tài sao? Cái này cô ấy thiết kế cho tôi là cái gì? Chu Địch nhận được bản thiết kế từ gia đình gửi đến, sau khi xem xong thì bực mình vô cùng. Làm sao một nhà thiết kế thiên tài lại có thể tạo ra thiết kế tồi tệ đến thế, cứ như là biến ngôi nhà mới của cô ấy thành một câu lạc bộ đêm vậy. Chu Địch lập tức gọi điện cho Dương Quang, mắng mỏ ông một trận, thậm chí còn đe dọa sẽ tìm Trần Hy để đòi một lời giải thích. Tôi không rảnh để nói chuyện với anh, tôi đang đến doanh gia ngay bây giờ, tôi sẽ ném thẳng cái này vào mặt cô ấy. Không phải đâu bà Chu Địch, Dương Quang cảm thấy có chuyện sắp xảy ra, vội vàng đến doanh gia. Chu Địch nổi giận tại bộ phận thiết kế của doanh gia, trách móc Trần Hy đã phụ lòng tin của cô, nhà thiết kế thiên tài chỉ là danh hão. Nhưng Trần Hy không hề có ý định giải thích, bởi vì đó không phải là thiết kế của cô. Giám đốc Diệp cố gắng khuyên giải Chu Địch, nhưng cô ấy vẫn rất hung hăng, đòi Trần Hy phải xin lỗi và bồi thường, nếu không cô sẽ đăng tải lên mạng để phơi bày sự việc. May mắn là Dương Quang kịp thời đến nơi, anh đã nhận lỗi thiết kế về mình, nói rằng lỗi do khâu truyền đạt của mình. Trần Hy, cô không thể đã thu của tôi một khoản phí thiết kế đất đỏ rồi lại để người khác tập tành chứ, không không, chắc chắn là không, không không, thôi mình không bàn về chuyện này nữa, sẽ thiết kế lại cho bà cho đến khi bà hài lòng. Xin lỗi bà Chu Địch, xin lỗi, thực sự đây là thiết kế của tôi. Trần Hy không muốn liên lụy đến Dương Quang, vì vậy đã tự nguyện nhận lỗi và đồng ý thiết kế lại cho Chu Địch cho đến khi cô ấy hài lòng, điều này mới khiến Chu Địch hơi bớt giận. Để theo đuổi người mình yêu, một chàng trai đã che giấu thân phận thật của mình, trở thành một nhân viên bình thường ở doanh gia, tận tâm chiều chuộng người yêu, hàng ngày đều làm bữa sáng cho cô ấy, hoặc là giúp cô ấy đi giày, không lâu sau đó cậu chàng cuối cùng đã thổ lộ anh thích em nhưng cô gái đã thẳng thừng từ chối mặc dù cô ấy cần một mối quan hệ nhưng chắc chắn không phải là kiếm một kẻ nịnh hót tuy nhiên cậu chàng vẫn không nản lòng cô gái thật sự không thể chịu đựng được cô đã từ chối bằng cách nói rằng sự chênh lệch về địa vị xã hội của họ quá lớn người ta nói môn đăng hộ đối là hợp lý nhất nhưng không ai có thể kết luận trước khi có phân tích chính xác nhưng điều mà cô gái không biết là cậu chàng bị cô từ chối này có một danh tính khác theo thói quen trần hy mỗi tuần sẽ về nhà ăn cơm vào thứ tư Hôm đó khi cô vừa đến cửa nhà, cha dượng đã nói với cô, nhà có một đầu bếp Michelin. Cô với đầy hoài nghi bước vào nhà và thấy người được gọi là đầu bếp Michelin chính là chàng trai đang kiên trì theo đuổi cô. Chàng trai quyết định không giấu giếm nữa, bày tỏ danh tính thật của mình, tên thật của tôi là Cảnh Vũ Hành, ba tôi là Cảnh Mạc Sơn, người sáng lập công ty doanh gia, tên tiếng Anh của tôi là Vincent. Thế nhưng Trần Hy chẳng mảy may quan tâm đến danh tính của anh, để mặc Cảnh Vũ Hành lơ là rồi quay vào nhà. Mẹ Trần Hy thấy Cảnh Vũ Hành rất lúng túng, vội vàng an ủi một chút, rồi đi tìm Trần Hy để khuyên nhủ, hy vọng con gái có thể ở bên cạnh Vũ Hành. Nhưng Trần Hy vẫn tỏ ra không hề hứng thú, điều này làm mẹ cô rất khó hiểu. Cuối cùng, mẹ ép Trần Hy phải ở lại ăn cơm, nếu không sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con. Trần Hy đành phải cứng rắn ở lại ăn cơm, nhưng trong bữa ăn, Trần Hy châm biếm cảnh Vũ Hành là một diễn viên, đã lừa dối mọi người trong công ty, không ngờ mẹ Trần Hy lại giải thích cho cảnh Vũ Hành. Cô ấy cho rằng người kia làm như vậy chỉ để lấy lại công ty thuộc về mình mà thôi. Hơn nữa, cảnh Vũ Hành cũng nói với Trần Hy, lý do anh ta đi làm ở công ty cũng chỉ để có thể theo đuổi cô. Cô đã quên tôi rồi phải không? Ý cô là gì? Vì thế, cảnh vũ hành tiến lại gần Trần Hy và nắm lấy vai cô. Trần Hy bỗng nhiên nhớ lại, cảnh tượng tại phòng tập karate, khi đó thực sự có một người tên cảnh vũ hành thích cô, sau khi bị từ chối đã đi nước ngoài học tập. Tôi nghe nói cô không hài lòng với tình hình hiện tại của doanh gia, đã đề nghị từ chức, vì vậy tôi vội vã trở về, trở về để giữ cô lại. Cảnh vũ hành bày tỏ mục đích của mình lần này trở về là để loại bỏ những kẻ hại công ty, tạo cho Trần Hy một nền tảng phát triển sạch sẽ. Xin cô hãy đồng ý với tôi, bất kể gặp phải chuyện gì, cũng đừng từ chức nhé. Nếu tôi không làm được, để cô tiếp tục làm việc với những kẻ rác rưởi đó, cô có thể rời đi bất cứ lúc nào. Được. Ngày hôm sau sáng sớm, Cảnh Vũ Hành tìm Dương Quang đại diện cho công ty doanh gia thảo luận về việc hợp tác. Lần này anh đã công khai danh tính của mình, điều này khiến Dương Quang rất ngạc nhiên, hóa ra Cảnh Vũ Hành đã lâu nay làm gián điệp trong doanh gia. Sau đó, Cảnh Vũ Hành yêu cầu Dương Quang tiếp nhận dự án tại Thủy Quân Uyển hy vọng anh có thể cùng thái vân phong móc nối chỉ khi có được bằng chứng tội phạm của thái vân phong anh mới có thể đánh bại thái vân phong nhưng nếu làm như vậy dương quang và chủ nhà sẽ chịu tổn thất lớn thậm chí còn ảnh hưởng đến danh tiếng của doanh gia dương quang ban đầu không muốn đồng ý nhưng bị cảnh vũ hành dùng chuyện của phúc căn để đe dọa anh giúp tôi xử lý chuyện của thái vân phong tôi sẽ hết sức mình để giúp anh xử lý chuyện của phúc căn do công trường trước đó có vấn đề cảnh vũ hành yêu cầu một số thầu phụ trở về xử lý điều này khiến vài thầu phụ rất tức giận họ đã trực tiếp ra tay đánh anh nhưng họ đều không phải là đối thủ của cảnh vũ hành dương quang bất ngờ lao lên đá một cú vào cảnh vũ hành dương quang bình tĩnh đi được rồi có chuyện gì vậy nhưng cú đá đó lại giành được niềm tin từ thái vân phong cuối cùng anh ta an tâm giao dự án khu vườn thủy quân cho dương quang và đây chính là một phần kế hoạch đã được cảnh vũ hành và dương quang lên kế hoạch người đàn ông đi mua sắm với bà giàu có nhưng lại bị cô ấy dẫn đến nhà chồng cũ tình cơ phát hiện chồng cũ có người mới và người mới còn mang thai nghi ngờ chồng cũ ngoại tình trong thời gian hôn nhân vì thế đã cãi nhau với chồng cũ khi hai người sắp xô sát người đàn ông vội vàng ra can ngăn đánh phụ nữ dù sao cô ấy cũng đã sinh con cho anh anh làm vậy có phải không sau đó bà giàu có lại dẫn người đàn ông về nhà nhờ anh ta lắp đặt ngăn kéo sau đó biết người đàn ông có cung hoàng đạo hợp với mình bà lập tức có chút hứng thú rồi mời người đàn ông ăn tối cùng và dự định trao đổi tình cảm khiến người đàn ông sợ hãi vội vàng rời đi bà giàu có vẫn không từ bỏ dự định mời anh ta đi ăn lại nhưng lần lượt bị người đàn ông từ chối vì thế đã lấy cớ ngăn kéo hỏng để mời người đàn ông đến sửa chữa. Người đàn ông nghi ngờ bà giàu có không có ý tốt, nhưng anh ta lại không thể từ chối, vì bà ấy có thể là khách hàng tiếp theo của mình. Chu Địch trong lòng rất vui vẻ, cô đã cố ý ăn diện thật đẹp, chờ đợi sự xuất hiện của Dương Quang, dự định sẽ làm cho anh một bất ngờ. Không lâu sau, Dương Quang đã đến, nhưng điều bất ngờ là anh không đến một mình, điều này khiến Chu Địch cảm thấy tức ngực. Cô dự định sẽ nói chuyện thẳng thắn với Dương Quang, sau đó đã đuổi nhân viên đi, trực tiếp hỏi Dương Quang liệu anh có muốn hẹn hò với cô không người đàn ông có phần bối rối tôi sửa ngăn kéo đâu có sao sao lại nhảy sang chuyện này tôi còn hơi choáng nữa cần gì phải tỉnh táo thế tôi đâu có cầu hôn anh người đàn ông vội vàng tự nhận mình không xứng sau đó vội vàng chuồn đi chu địch rất tức giận không muốn giao việc trang trí nhà mới cho dương quang nhưng lại bị trần hy khuyên ngược lại cuối cùng mới khiến cô đổi ý do chủ nhà chỉ định dương quang tiếp nhận dự án khu vườn thủy quân mặc dù thái vân phong không hài lòng nhưng cũng bất lực chu địch vẫn nghi ngờ chồng cũ giấu giếm tài sản vì vậy cô đã theo dõi anh ta đến phòng bán hàng suýt nữa thì bị người mới của chồng phát hiện. Chu Tú Phân, may mắn là Chu Địch chạy nhanh, lần trốn vào phòng chứa đồ, khóa cửa lại. Tuy nhiên, cô không biết là khóa cửa đã hỏng, khi Chu Địch muốn ra ngoài, dù cố gắng hết sức, cô cũng không thể mở cửa, khiến cô gần như muốn khóc lên, cứu với, ơi. Chính trong lúc cô cảm thấy tuyệt vọng, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Dương Quang, "Dương Quang, tôi bị nhốt rồi, ở đâu thế?" Sau đó, Dương Quang đã dẫn người đến cứu Chu Địch ra. Chu Địch ôm Dương Quang và khóc nức nở lần này dương quang đi cứu cô đã càng chứng minh rằng giữa họ có duyên phận chu địch hy vọng có thể sống cùng dương quang và ngày hôm sau đã chủ động đến đón dương quang đi làm dương quang lên xe tôi đi khi đến công trường vừa lúc gặp trần hy chu địch liền tuyên bố chủ quyền trước mặt trần hy trần hy rất để tâm nhưng không hề bộc lộ ra ngoài dương quang người âm thầm thích trần hy lại càng lo lắng đến mức toát mồ hôi lạnh tình huống càng trở nên ngượng ngùng hơn khi chu địch yêu cầu dương quang sau này chuyển đến sống cùng cô chờ đùa có vẻ như đang trở nên quá lớn dương quang vội vàng kéo chu địch ra ngoài và đặt ra ba nguyên tắc với cô thứ nhất là phải tôn trọng ý muốn cá nhân không ép buộc thứ hai là không được phóng đại mối quan hệ giữa hai người trước mặt người khác cấm kéo lê thứ ba là cô phải nói chuyện công việc một cách thân thiện và hiệu quả với trần hy được chứ vì ngôi nhà cần lắp đặt một cái chắn nắng bên ngoài nên trần hy trở lại công ty để sửa đổi thiết kế dương quang không muốn trần hy hiểu lầm chuyện vừa rồi nên đã đặc biệt quay lại giải thích với cô không ngờ trần hy lại trách anh là tự làm ra chuyện nói về cái chắn nắng đi Tôi nghĩ anh nên chủ động giao tiếp với bộ phận quản lý để giải quyết. Tại sao vậy? Điều này không phải do chủ nhà tự đi nói sao. Biết đâu một ngày nào đó thực sự trở thành chủ nhà thì sao, nói ra cũng uổng. Hai người đàn ông mỗi người một ý, để nhận hoa hồng, quyết định cách nghĩa anh em, cậu gọi tôi một tiếng anh, chúng ta coi nhau như anh em, anh. Nhưng khi Dương Quang đi ra ngoài một chuyến rồi quay lại, anh đột nhiên phát hiện ra Thái Vân Phong đang lợi dụng hôn thê của mình, trong lòng tràn đầy thù hận đối với Thái Vân Phong, vì thế anh liền liên lạc với cảnh vũ hành thông báo cho đối phương rằng mình sẵn lòng hợp tác, nhưng điều kiện là phải đuổi Thái Vân Phong ra khỏi ngành kinh doanh nội thất gia đình. Thái Vân Phong không thể ngờ được, người vừa gọi anh là huynh đệ lại bỗng nhiên trở mặt chỉ vì một người phụ nữ. Sáng hôm sau, Thái Vân Phong đến nhà máy giả mạo, dự định lấy một số hàng giả, không ngờ người ta nghe thấy là Thái Vân Phong, lại bảo người khác đóng cửa, sau đó dùng sức để Thái Vân Phong xuống đất ma sát. Ông Hồ, người đó ngày hôm đó đã giả mạo Thái Vân Phong và kết quả là đã lừa gạt ông Giang trước đây ở đây hóa ra lần trước là dương quang họ đã giả mạo thái vân phong để lừa gạt họ lần này lại có người giả mạo thái vân phong quyết tâm phải chút hết giận dữ trước đây lên người anh ta hôm nay nhất định phải dạy cho họ một bài học nếu không những băng nhóm lừa đảo giả mạo như thái vân phong này sau này sẽ không bao giờ dừng lại không thể để họ tiếp tục lừa gạt xã hội thấy sắp bị đánh thái vân phong đành phải lấy ra chứng minh nhân dân chứng minh mình là thật sau đó thái vân phong gọi dương quang đến để anh ấy giải thích kỹ lưỡng không ngờ dương quang lại mắng mỏ ông hồ bán hàng giả một trận còn bảo thái vân phong sau này đừng hợp tác với họ nữa điều này khiến ông hồ lo lắng nếu như cắt đứt quan hệ kinh doanh với người thắng thiệt hại của họ sẽ rất lớn vì thế ông ta sẵn lòng cung cấp mức giá thấp nhất làm bù đắp và còn giới thiệu cho hai người bảng đá trắng mềm mại được nghiên cứu kỹ lưỡng những vật liệu này được làm giả đến mức lộ sộn thậm chí ngay cả những người trong ngành cũng khó phân biệt được thật giả thái vân phong quyết định sử dụng bảng đá trắng mềm mại làm từ cá nhưng dương quang cho rằng trần hy cần đá cẩm thạch trắng cao cấp nếu dùng bảng đá trắng mềm mại giả mạo sẽ dễ bị cô ấy phát hiện nhưng thái vân phong đã có kế hoạch trong đầu bảo dương quang đừng quan tâm đến trần hy chỉ cần chủ nhà sử dụng hàng giả họ có thể kiếm được vài trăm nghìn ngày ký hợp đồng tại doanh gia cùng với chu địch thái vân phong đưa bảng báo giá cho chu địch xem chu địch bị dọa sợ vài cuốn giày cụm chu địch đều không hiểu vì thế cô ấy đưa hợp đồng cho dương quang xem bởi cô biết tính cách của dương quang nhưng cô ấy cũng không ngốc bảo dương quang kiểm tra kỹ bởi vì nhiều công ty trang trí nội thất thường có sự gian lận trong hợp đồng thái vân phong vội vàng giải thích công ty doanh gia không làm như vậy tất cả đều niêm yết giá rõ ràng và họ sớm ký hợp đồng trần hy đang định rời khỏi phòng họp không ngờ thái vân phong bỗng nhiên lên tiếng kích động mâu thuẫn giữa chu địch và trần hy sau đó thái vân phong đưa bảng đá trắng cá cho chu địch xem và trách móc trần hy khi thiết kế không tham khảo ý kiến của chủ nhà sử dụng đá cẩm thạch trắng kém chất lượng cho cô ấy tôi nghĩ nhà thiết kế trần có lẽ nghĩ rằng tôi không hiểu gì như những vật liệu cao cấp này tôi cũng không nhận ra vì vậy mới dùng những vật liệu kém chất lượng để đánh lừa tôi bà chu địch tôi chọn cho bà là đá cẩm thạch cao cấp cũng là vật liệu rất cao cấp thủy quân uyển không phải là biệt thự hay căn hộ cao cấp không cần dùng loại đá tốt đến vậy bảo dưỡng rất phiền phức tôi thực sự cảm thấy không cần thiết chu địch nghe xong rất tức giận cô cảm thấy trần hy coi thường mình kiên quyết đòi thay đá cẩm thạch trắng sang đá trắng cá và bảo trần hy sau này đừng đến công trường giám sát nữa nhưng lúc này chu địch không hề biết rằng đây thực chất là âm mưu của thái vân phong cô gái vì ăn mặc quá đẹp bị bà chủ coi như tiểu tam anh trai cô gái nhận ra bộ dạng đê tiện của ông chủ nhìn là biết là người có tâm địa xấu xa vì thế đã châm biếm họ một trận, bảo họ đừng suốt ngày nghĩ đến những chuyện không thực tế. Sau đó anh đưa cô gái về nhà, anh trai khuyên cô gái nên về nhà ở một thời gian, việc làm có thể từ từ tìm, dù sao mới tốt nghiệp cũng thiếu kinh nghiệm xã hội. Nhưng khi cô thấy anh trai lái xe thể thao của đồng nghiệp, cô cảm thấy mọi người trong công ty anh trai đều rất giàu có, trong lòng liền sinh ra một số ý nghĩ. Đêm hôm đó, bạn bè rủ cô đi chơi tiệc rượu, kết quả bạn bè dẫn cô vào phòng riêng và ở đó chính là một nhóm người từ bộ phận kỹ thuật của Thái Vân Phong đang giải trí. Bạn bè giới thiệu cô cho Thái Vân Phong, nhưng Thái Vân Phong chỉ muốn làm cô say để dẫn cô đi mở phòng. Tống Hiểu Vũ nhận ra ý đồ xấu của anh ta, vì vậy đã lấy cớ đi nhà vệ sinh, không ngờ lại đụng phải Cảnh Vũ Hành. Cảnh Vũ Hành thấy cô gái say rượu, tốt bụng muốn đưa cô về nhà, nhưng lại bị Tống Hiểu Vũ coi là kẻ xấu. Dù vậy, anh vẫn đưa cô gái an toàn về tới cửa nhà. Tuy nhiên, họ không biết rằng họ sẽ sớm gặp lại nhau. Tống Hiểu Vũ mời Thái Vân Phong đi ăn, như một lời xin lỗi về sự thất lễ tối hôm qua nhưng thực chất là muốn dùng mối quan hệ của Thái Văn Phong để có cơ hội đi làm ở doanh gia và điều này hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Thái Văn Phong. Chỉ cần sắp xếp Tống Hiểu Vũ vào làm việc ở bộ phận kỹ thuật, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ có được thứ mình muốn. Vì vậy, anh ta bảo cô chuẩn bị tài liệu và đến bộ phận nhân sự báo cáo vào ngày mai. Sự gia nhập của Tống Hiểu Vũ ngay lập tức thu hút sự chú ý của Cảnh Vũ Hành, đồng nghiệp khuyên anh ta không nên quan tâm đến những chuyện không liên quan, người của Thái Văn Phong không thể động vào. Tống Hiểu Vũ thấy các đồng nghiệp mặc đẹp liền lén xin tiền anh trai để mua túi và còn nhờ thái vân phong giúp chọn lựa tôi luôn muốn mua một chiếc túi nhưng tôi lại khó khăn trong việc lựa chọn tôi cảm thấy anh phong chắc chắn hiểu hơn tôi không bằng anh đi cùng tôi nhé hành động của tống hiểu vũ thái vân phong cho rằng đây là sự ám chỉ của cô nghĩ rằng lần này đã thành công nhưng điều khiến anh ta không thể ngờ tới là tống hiểu vũ thực sự chỉ mua túi và cô ấy còn tự trả tiền điều này khiến thái vân phong hoàn toàn không hiểu được hôm nay anh đến chỉ để đi mua túi với em à thì còn gì nữa cảnh vũ hành phát hiện tống hiểu vũ và thái vân phong thân thiết liền muốn phát triển Tống Hiểu Vũ thành gián điệp, vì thế mời cô đi ăn, không ngờ Tống Hiểu Vũ khinh thường anh ta không có xe không có tiền, bảo anh đừng lãng phí thời gian. Ngược lại, cô ấy không bao giờ từ chối lời mời của Thái Vân Phong, thậm chí còn tìm hiểu có buổi tiệc tối và chủ động đề nghị Thái Vân Phong đưa cô đi cùng. Tống Hiểu Vũ hoàn toàn không biết rằng Cảnh Vũ Hành có một danh tính khác, cho đến một ngày, vì mâu thuẫn với công nhân, anh ta mới công khai thân phận là người thừa kế doanh gia, bố tôi tên là Cảnh Mặc Sơn, là người sáng lập doanh gia. Tống Hiểu Vũ rất hối hận về việc đã cố tình xa lánh anh ấy trước đây, nhưng cô đã quyết tâm làm cho Cảnh Vũ Hành yêu mình. Vì vậy, cô bắt đầu tìm đủ lý do để mời Cảnh Vũ Hành đi ăn, thỉnh thoảng mời anh uống cà phê, hoặc giúp anh photocopy tài liệu và thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của Cảnh Vũ Hành. Lý do Tống Hiểu Vũ làm như vậy, Cảnh Vũ Hành trong lòng hiểu rất rõ, nhưng anh không phá vỡ những mưu mẹo nhỏ của đối phương, bởi vì Tống Hiểu Vũ đối với việc anh lấy lại danh gia còn có giá trị sử dụng. Nhưng Thái Vân Phong không biết, anh ta luôn bị cô gái nhỏ này đùa giỡn trong lòng bàn tay nhưng vẫn luôn ảo tưởng có thể sớm chiếm được Tống Hiểu Vũ. Ngày hôm đó Thái Vân Phong đi ăn với Tống Hiểu Vũ, đột nhiên bị vợ mình bắt gặp, Thái Vân Phong lập tức không biết phải làm sao. May mắn là Cảnh Vũ Hành xuất hiện với tư cách bạn trai của Tống Hiểu Vũ, kịp thời giải quyết tình huống khó xử này. Lý do vợ Thái Vân Phong xuất hiện ở đây là có người ẩn danh thông báo cho bà, bà Thái à. Ông Thái Vân Phong đang ăn tối với một cô gái trẻ tại nhà hàng Phương Tây đối diện khách sạn Hyun, hai người trông rất thân mật. Trên đường về nhà, Tống Hiểu Vũ tỏ tình với Cảnh Vũ Hành cô bộc bạch rằng từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha lớn lên mới nhầm tưởng thích đàn ông lớn tuổi hơn mới bị lời ngon tiếng ngọt của thái vân phong lừa dối thực ra người cô thực sự thích là cảnh vũ hành không ngờ cảnh vũ hành lại nói rằng người anh thích là trần hy nhưng tống hiểu vũ không bận tâm mặc dù trần hy rất thông minh nhưng cô ấy cũng không kém thậm chí cô cảm thấy mình còn giúp ích nhiều hơn cho sự nghiệp của cảnh vũ hành lúc này tống hiểu vũ không hề biết mối quan hệ của cô với cảnh vũ hành sẽ mang lại cho cô đầy rẫy nỗi buồn mẹ cô rất thích cậu con trai này không chỉ vì anh ấy cao to, giàu có, đẹp trai, mà còn là một bậc thầy nấu nướng, đúng là một người đàn ông hoàn hảo. Kết quả là bà muốn con gái mình lấy anh ta, nhưng con gái thì chẳng hề muốn một chút nào, lại bị mẹ mắng là không biết điều, hỏi con có phải đang giả vờ kiêu kỳ không. Tại sao tôi phải giả vờ kiêu kỳ chứ? Bất ngờ mẹ cô nói cô lúc nào cũng cao có, lỡ như người ta quay lưng yêu người khác thì hối không kịp. Trần Hy nghe xong rất tức giận, gọi cảnh vũ hành ra khỏi bếp, bảo anh ngừng nấu ăn và cảnh báo anh sau này đừng đến nữa cảnh vũ hành lo trần hy giận nên đồng ý sẽ không đến nữa nhưng nana nghe thấy thì rất sốt ruột bảo cảnh vũ hành có thể tranh thủ lúc con gái không có nhà mà đến và nói rằng khi anh đến chú của anh sẽ nấu cho anh ăn chú ấy nấu rất ngon đúng 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 tôi nấu món ăn gia đình cậu nấu món lớn được không cậu chuẩn bị nguyên liệu khi đó chúng ta sẽ ăn mừng ẩm ý được rồi các người có thể không nói nữa không trần hy cảm thấy hơi choáng váng bảo họ đừng làm phiền nữa mình đã có người yêu rồi và người đó chính là dương quang người thầu công trình Nana nghe thấy con gái mình thích một người thầu công trình, nghĩ rằng con đang cố tình làm tức mình, bèn bảo cảnh Vũ Hành đừng để bụng. Nhưng cảnh Vũ Hành nghe ra đây là lời thật từ trái tim Trần Hy, sau đó lịch sự chào tạm biệt và rời đi. Nana cảm thấy con gái mình chắc hẳn là đầu óc có vấn đề, nếu không sao lại bỏ một anh chàng cao to, giàu có, đẹp trai để đi tìm một người thầu công trình tầm thường? Đầu con có vấn đề à? Đầu con bị hư rồi. Ngày hôm sau Nana đến công trường tìm Dương Quang. Dương Quang vội vàng chào hỏi cô một cách cung kính. Bà đến đây làm gì ạ? anh thu dọn một chút, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Sau khi ra ngoài, Nana không ngần ngại khuyên Dương Quang đừng làm những chuyện xấu xa, chỉ cần làm đúng công việc trang trí nội thất cũng có thể kiếm được tiền. Tôi làm gì có làm gì xấu xa. Nana nói Dương Quang và Chu Địch có quan hệ không trong sáng, Chu Địch mới ly hôn và cũng rất giàu, bây giờ ở bên Dương Quang cũng có thể ít vất vả 30 năm. Nana hy vọng Dương Quang đừng tiếp tục dính líu đến con gái mình. Lời nói của Nana khiến Dương Quang cảm thấy rất bất ngờ vì ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Hy lại có thể thích mình nhưng ngay sau đó nana lại nghi ngờ dương quang cố tình tiếp cận con gái mình với mục đích xấu khiến dương quang hoảng sợ vội vàng thề thốt nếu có bất kỳ mục đích xấu nào đối với trần hy ra khỏi cửa là bị xét đánh bị cho cắn anh không thích con gái tôi à con gái tôi có gì không tốt tại sao anh không thích con gái tôi điều này làm dương quang hoàn toàn bối rối vội vàng giải thích với nana trần hy như một con thiên nga trắng cô ấy bay trên trời còn tôi chỉ là một con cóc gẻ tôi đang nằm dưới giếng một ngày nọ trần hy bay mệt cô ấy nghỉ ngơi bên bờ giếng không để ý cúi đầu nhìn xuống và thấy tôi, trong lòng nghĩ, thứ này trông thật lạ lùng, thú vị quá, trên trái đất này còn có sinh vật như thế này, cô ấy nhìn tôi thêm vài lần, và cái cô ấy nói thích, có lẽ chỉ là thích kiểu đó, còn tôi, con cóc này, cũng ngước lên nhìn cô ấy một lúc, vậy tại sao chứ, trong lòng tôi đang suy nghĩ, khi nào cậu đi đấy, con chim trắng to đùng kia, cậu đang che ánh sáng của tôi, tôi cần phải tắm nắng, tôi thực sự không nghĩ rằng chúng ta cùng một loài. Nana cảm thấy nhận xét của Dương Quang về bản thân rất khách quan, nhưng bảo dương quang tuyệt đối không được rung động trước trần hy nếu không sẽ biến thành con cóc chết cô gái thấy có người đang bơm lốp xe vì thế tiến lên hỏi và người đàn ông nói rằng anh ta chỉ đang giúp đỡ tốt bụng anh ta cũng chỉ là người qua đường cô gái đi quanh đầu xe phát hiện ra rằng lốp xe khác cũng bị xì hơi cô có thể chắc chắn là có người cố ý làm vậy vì thế muốn kiểm tra camera giám sát nhưng người đàn ông nói rằng camera thường xuyên hỏng và anh ta sẽ sớm bơm đầy lốp bảo cô gái đợi một chút trong lúc người đàn ông đang tích cực bơm lốp Trần Hy đột ngột hỏi làm sao có thể xì hơi lốp xe bằng tay không và người đàn ông liền trả lời rằng chỉ cần ấn nút van xuống là được. Trần Hy lập tức hiểu ra, chắc chắn là người đàn ông này đã làm và chắc chắn là do Thái Vân Phong sắp xếp, mục đích là để ngăn cản cô đến công trường. Ban đầu Trần Hy chỉ định ra ngoài uống cà phê, nhưng bây giờ cô đã thay đổi ý định, dự định đến công trường để xem xét tình hình. Người đàn ông vội vàng thông báo cho Thái Vân Phong và khi Trần Hy đến công trường, Dương Quang đã sớm chờ cô ở dưới lầu. Trần Hy lập tức cảm thấy mình cũng không cần phải lên nữa, ước chừng họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón cô vì trước đây dương quang đã hứa với cô rằng sẽ không cùng lúc nước với thái vân phong trần hy vẫn còn một chút hy vọng về dương quang nhưng không ngờ dương quang lại nói mình rất thiếu tiền và còn sắp kết hôn nữa điều này không chỉ đối mặt với vấn đề cuộc sống mà còn là vấn đề sinh tồn khiến trần hy tức giận quay người bỏ đi nhưng điều cô không biết là tất cả chỉ là lời bào chữa của dương quang và lý do dương quang hợp tác với thái vân phong cũng là để thu thập bằng chứng thái vân phong nhận hối lộ dự án thủy quân uyển hôm nay được giao và hồ tổng tổng giám đốc cảm thấy không yên tâm bởi vì chất liệu công khai đã bị thao túng và dương quang biết điều này nên muốn tự mình đến hiện trường kiểm tra kết quả là một nhóm người đến hiện trường nhưng không phát hiện ra vấn đề gì thậm chí ngay cả hồ tổng dày dạn kinh nghiệm cũng không thể nhận ra điều gì tuy nhiên điều họ không biết là dương quang đã lén lút thay thế tấm đá bằng đá cẩm thạch thật khiến mọi người đều bị đánh lừa dương quang đã giao bằng chứng về tội ác của thái văn phong cho cảnh vũ hành và còn trao cho, cho anh một bộ tài liệu liên quan đến hồ tổng và công ty thế lan cảnh vũ hành xem qua tài liệu và cảm thấy rằng nếu đặt trước mặt các cổ đông những tài liệu này đủ để hồ tổng từ chức và thái văn phong bị đuổi khỏi doanh gia cảnh vũ hành tự tin đến gặp hồ tổng lời nói có ý khuyên ông nghỉ hưu sớm tuy nhiên hồ tổng đã làm ăn lâu năm dù trong lòng bực bội nhưng vẫn nở nụ cười đối diện sau đó cảnh vũ hành cho hồ tổng xem tài liệu hồ tổng không chỉ khen ngợi anh đã rất tận tâm mà còn giả vờ lo lắng rằng cảnh vũ hành bị kẻ xấu lợi dụng kiên quyết yêu cầu cảnh vũ hành phải nói ra người điều khiển đằng sau nếu không ông sẽ gọi điện cho cha của cảnh vũ hành cảnh vũ hành không còn cách nào khác đành phải phản bội Dương Quang. Hồ Tổng cho rằng Dương Quang không phải là người đơn giản, nhưng cũng không thể ngay lập tức đối phó với anh, bởi vì chuyện tấm đá của Thủy Quân Uyển không thể làm lớn. Tuy nhiên, Thái Vân Phong thực sự không thể nuốt trôi cục tức này. Thái Vân Phong lấy cớ rằng chất lượng công trình Thủy Quân Uyển không đạt yêu cầu, ra lệnh cho cấp dưới thông báo với phòng tài chính dừng thanh toán tiền công cho Dương Quang. Điều này tình cờ được Tống Hiểu Vũ nghe thấy, cô vội vàng liên lạc với Dương Quang để thông báo về sự việc. Sau khi biết chuyện, Dương Quang lập tức gọi điện cho Cảnh Vũ Hành để tìm hiểu thêm, nhưng Cảnh Vũ Hành thấy là cuộc gọi từ Dương Quang thì không nghe máy. Dương Quang đành phải mạnh mẽ đến tận nơi tìm Thái Vân Phong và tiết lộ sự thật về tấm đá của thủy quân uyển. Anh dùng bằng chứng mình có để ép Thái Vân Phong đồng ý thanh toán tiền công trình. Sau khi chứng kiến những chuyện bẩn thỉu của doanh gia, Dương Quang cũng quyết định rời bỏ doanh gia. Khi Dương Quang đi xuống lầu, Cảnh Vũ Hành đuổi theo xin lỗi, miệng nói những chuyện này không phải do anh gây ra, nhưng Dương Quang lại bảo anh sau này đừng tìm mình nữa. Anh thà làm bạn với kẻ xấu như Thái Vân Phong còn hơn là giao tiếp với kẻ giả tạo như Cảnh Vũ Hành. Cuộc đối thoại giữa hai người tình cờ được Trần Hy nghe thấy. Cô gái chỉ từ chức nhưng bị công ty trả thù điên cuồng, không chỉ biến tất cả tác phẩm của cô thành của người khác mà còn vu cáo cô sao chép tác phẩm của trợ lý. Nhà thiết kế nội thất nổi tiếng Trần Hy bị phanh phui, trong khi tham gia cuộc thi truyền hình ngôi nhà mơ ước, đã đạo nhái tác phẩm của trợ lý Tào Lộ Lộ. Dương Quang thấy tin tức giả, định tìm cảnh Vũ Hành để bàn bạc về vụ việc của Trần Hy, nhưng bị bảo vệ cản lại khâu cho vào. Và đúng lúc đó, Nana lợi dụng sự lơ là của bảo vệ, lập tức xông vào, đập phá văn phòng của cảnh vũ hành và đòi anh phải nhanh chóng xin lỗi con gái mình và làm rõ sự thật nhưng cảnh vũ hành lại nói rằng mình không thể làm được điều đó nana nhận ra rằng anh ta chỉ là một kẻ lừa đảo tức đến nỗi phổi gần như nổ tung dương quang vội vàng kéo nana ra ngoài sau đó an ủi cô anh nói theo tính cách của trần hy cô ấy có quan tâm đến ý kiến của người khác không cô ấy vốn không có tâm không có tình và cũng không có e quy cô ấy sẽ không quan tâm đâu dương quang nói trần hy biết rõ về trình độ của mình và nhiều người cũng tin tưởng vào năng lực thực sự của Trần Hy, tin đồn thất thiệt sẽ không ảnh hưởng đến cô ấy. Anh khuyên Nana hãy hành động theo suy nghĩ của Trần Hy. Nghe lời Dương Quang, Nana cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, anh nói vậy, tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng Nana vẫn còn tức giận trong lòng và quyết định từ từ sẽ thu xếp với cảnh vũ hành. Trong khi đó, Trần Hy thấy tin tức về việc doanh gia bí mật sửa chữa lại ngôi nhà cũ, cô cho rằng doanh gia muốn triệt để loại bỏ cô. Trần Hy cảm thấy rất tức giận, nhưng cô không biết rằng lần phơi bày này lại do tôn ninh giúp cô mà không may lại làm hại cô và dương quang cũng cảm thấy tôn ninh chỉ là đang làm dối thêm vì trước đây những chuyện đã xảy ra không gây hại nhiều cho trần hy nhưng nếu tin tức được phơi bày bây giờ hậu quả lại càng nghiêm trọng hơn dương quang vội vàng lái xe đến tìm trần hy để hỏi thăm tình hình không ngờ trần hy lại rất tức giận với anh vì trước đó thiết kế của trần hy không thực tế cho cuộc sống của chủ nhà và đã bị dương quang tháo rỡ trần hy cảm thấy dương quang lẽ ra phải sớm nhận ra vấn đề trong thiết kế của cô ngôi nhà không thể ở được cô không xứng đáng tiếp tục làm nhà thiết kế nhưng dương quang lại cho rằng trần hy chắc chắn là một nhà thiết kế giỏi chỉ là mỗi người có một vị trí khác nhau mà thôi tuy nhiên trần hy vẫn rất tự trách và không muốn gặp dương quang nữa dù vậy trong lòng dương quang lại đang tính toán điều gì đó anh ấy chuẩn bị mời trần hy gia nhập công ty của mình vì thế dương quang ngày hôm sau lại đến tìm trần hy đưa cho cô lá thư mời tuyển dụng mình đang cầm hy vọng trần hy sẽ đến làm việc tại công ty của mình nhưng không ngờ trần hy nhận lấy tờ giấy nhìn qua một cái và cảm thấy rất buồn cười cô tốt nghiệp đã vào làm việc tại công ty trang trí lớn nhất, sau đó lại chuyển đến công ty doanh gia và bây giờ lại đi làm ở công ty của một người thầu xây dựng, điều này sẽ khiến người ta cười bể bụng. Trần Hy kiên quyết từ chối, thấy Trần Hy kiên quyết như vậy, Dương Quang liền nói ra tin tức ông thẩm bá muốn sửa chữa biệt thự cũ, hy vọng Trần Hy có thể đến giúp thiết kế, tiện thể thực hiện ước mơ của mình. Thư mời này để trên ghế sofa này nhé, tôi không mang đi đâu, nếu cô thật sự không muốn, cô cứ vứt đi. Sau đó, Dương Quang thất vọng rời đi, anh ở công ty chờ Trần Hy cả nửa ngày, nhưng mãi không thấy tin tức gì, nghĩ rằng Trần Hy thực sự sẽ không đến, Dương Quang cảm thấy rất thất vọng. Đột nhiên, người già chỉ muốn tân trang ngôi nhà cũ để cho con cái sống tốt hơn một chút, không ngờ họ lại cảm thấy không vui. Con trai cho rằng không nên động vào ngôi nhà, vì ở đây có hơi thở của mẹ, nếu sửa lại, hơi thở của mẹ cũng biến mất, con gái cũng đồng ý. Thẩm bá nghe xong rất tức giận, vợ ông trước khi qua đời đã nằm viện hơn một tháng, họ chỉ đến thăm có ba ngày, trung bình mỗi người một ngày. Bây giờ cỏ mộ đã cao lắm rồi, cũng không thấy họ đến tưởng nhớ bà một chút nào, nghe xong con cái bị thẩm bá mắng cho một trận. Tuy nhiên, họ vẫn không từ bỏ, cứ đem phong thủy ra để nói chuyện, nhưng thẩm bá đã hỏi qua thầy từ trước, bảo rằng hoàn toàn không ảnh hưởng, mọi người lập tức cầm nín. Ông thẩm bá nghĩ rằng mình đã thuyết phục được họ như vậy, nhưng không ngờ, con dâu lại nói rằng ông không thể tự quyết, dù sao ngôi nhà này cũng có phần của các cháu. Ông thẩm bá thấy họ nói có lý, liền bảo đồ đệ lấy cái hộp gỗ dùng để cất giữ sổ sách ra, chuẩn bị chia tài sản. Nhưng không ngờ, sắc mặt của các con bỗng nhiên thay đổi lớn, họ lần lượt đứng dậy ngăn cản. Trong hộp gỗ chứa tất cả sổ sách của gia đình họ và các con ông cũng đều biết rõ. Nhưng không ngờ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đã sớm bị con gái lấy đi thế chấp để trả nợ cho chồng cũ, còn con trai thì lấy trộm thẻ ngân hàng, lấy cắp tiền lương hưu của ông. Ông Thẩm Bá rất tức giận, không ngờ mình lại nuôi một lũ trộm trong nhà. Nghe xong lời ông Thẩm, Dương Quang trong lòng cũng thở dài, dù sao mỗi nhà cũng đều có những khó khăn riêng, liền an ủi ông Thẩm phải giữ gìn sức khỏe, có lẽ các con ông cũng có những khó khăn bất đắc dĩ của họ. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, cho đến một ngày, ông Thẩm dùng việc kiện tụng để dọa họ, khiến các con trả lại tiền và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Dù sau đó cũng là con cái của mình, ông Thẩm không hề oán trách họ, còn dặn Dương Quang khi thiết kế phải dành phòng cho con cháu, thậm chí cả đồ đệ cũng được để dành một phòng. Không lâu sau, Dương Quang dẫn lục đại ra đến nhà Thẩm để nghiên cứu đồ vật cổ, không ngờ con trai ông Thẩm cùng Thái Vân Phong cũng đến sau đó. Ông Thẩm biết rằng hành động của con trai không phải, ông đã giao thiết kế cho Dương Quang, nhưng Dương Quang lại bảo ông Thẩm so sánh ba nơi để ông nói chuyện tốt với Thái Vân Phong và những người khác, còn mình lên lầu đi cùng Lục Đại gia. Sau khi Dương Quang rời đi, Thái Vân Phong liền nói dối trước mặt ông Thẩm. Thái Vân Phong thẳng thắn nói rằng Trần Hy và Dương Quang hai người đã thông đồng với nhau, lừa gạt chủ nhà cũ. Đối với lời nói hồ đồ của Thái Vân Phong, ông Thẩm không hề tin, ông đã biết Dương Quang nhiều năm và hoàn toàn tin tưởng vào nhân cách của Dương Quang. Thấy rằng không thể thuyết phục được ông Thẩm, Thái Vân Phong liền dèm pha Dương Quang, nói rằng ông chỉ là một người thầu xây dựng bình thường, không hề có bất kỳ đào tạo chuyên môn nào, không thể làm được những công việc tinh vi như vậy. Trong khi đó, công ty doanh gia là một công ty lớn mạnh, đã làm rất nhiều dự án như vậy. Lúc này, lục đại gia thấy không thể nhìn tiếp được nữa, liền lên tiếng chỉ trích Thái Vân Phong. Dù là thiết kế hay thi công, điều quan trọng là con người có làm việc bằng cả tâm huyết và có trách nhiệm với chủ nhà hay không. Dù là công ty lớn hay người thầu xây dựng, đều có những người tốt chân chính và những kẻ xấu xa. Khi đó, Dương Quang giới thiệu lục đại gia là lục thừa tổ, người kế thừa Hương Sơn Băng. Thái Vân Phong không dám tin, vì dòng họ Hương Sơn Băng đã từng xây dựng cố cung. Còn ông Thẩm thì nhận ra mình đã không nhìn ra người tài, chính ngôi nhà cũ của ông cũng do Hương Sơn Băng xây dựng. Ông vội vàng mời Lục Đại ra ngồi vào vị trí cao nhất, bảo A Hoa pha một ấm trà ngon. Trong khi đó, Thái Vân Phong, người bị ông Thẩm lờ đi, chỉ còn biết rời đi một cách ủ rũ. Ông Thẩm xem xét thiết kế của Dương Quang và cảm thấy rất hài lòng, mong muốn họ sớm bắt đầu công việc để sớm chuyển vào ở. Tuy nhiên, con trai ông Thẩm thấy thiết kế quá đắt, ông Thẩm cảm thấy họ chỉ là thừa thãi, liền đuổi họ về. Không ngờ khi mọi người trở về, họ đều cảm thấy ông Thẩm quá ích kỷ, chỉ muốn tiêu hết tiền vào ngôi nhà. Họ không muốn để lại gì cho họ cả, vì thế ngay tại cửa nhà họ bàn bạc về cách đối phó với ông Thẩm. "Cô nghĩ phương pháp đó có tin cậy không? Tôi làm việc cô còn không yên tâm sao? Hơn nữa, tôi có trong tay bí kíp đối phó với ông già đấy." Chị gái muốn giới thiệu một đối tượng cho cậu bé, nhưng cậu bé cảm thấy đối phương được nuông chiều quá mức và sau khi kết hôn phải sinh hai đứa trẻ, cả hai đều mang họ nhà họ. Cậu bé khó chấp nhận điều này. Tiếp theo, chị gái lại nói đứa thứ ba mới mang họ của cậu nhưng cậu bé lại nói sau khi kết hôn cậu sẽ là người của nhà họ muốn về nhà thăm bố mẹ cũng phải xin phép họ cảm thấy họ thực sự muốn có một người hầu chứ không phải một rể chị gái khuyên cậu đừng quá nghiêm túc hiện tại chỉ cần đồng ý kết hôn phía nữ sẽ tặng một căn nhà và một chiếc xe nhưng cậu bé vẫn từ chối cậu có nghề nghiệp có thể tự nuôi sống mình không muốn tự làm khổ mình và cũng không muốn chiều theo người khác nhưng bỗng dưng chị dâu lại phát biểu nói rằng cậu làm vậy là muốn lưu lại nhà họ mục đích là để chiếm quyền sử dụng ngôi nhà Bảo cậu đừng tiếp tục diễn trò nữa. Cậu bé chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, cảm thấy rất uất ức trong lòng. Ông Thẩm nghe thấy lời họ nói, tức thì tức giận đến mức huyết áp tăng vọt, không ngờ con mình lại nói ra những lời không biết xấu hổ đến như vậy. Để xoa dịu cơn giận của ông Thẩm, họ đã đưa cháu gái đến bên ông. Không ngờ cháu gái lại lén nói với ông, cô bé đã lén nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ ở nhà, mẹ và bố luôn nói giá như bố không có người chị gái đó thì tốt biết mấy. Tương lai ngôi nhà và tài sản của ông sẽ là của gia đình họ vì vậy cô bé cũng không muốn có em trai và em gái không muốn khi lớn lên tài sản của mình bị người khác chia đi ông thẩm nghe xong rất đau lòng cháu gái tiếp tục nói ông sẽ sửa sang ngôi nhà thành nhà nghỉ sau này sẽ cho thuê ngôi nhà và còn thuê một căn nhà ở nơi khác cho ông và a hoa ở ông thẩm thực sự không ngờ con cái mình chỉ quan tâm đến ngôi nhà của mình và còn lên kế hoạch liên tiếp chơi khăm ông trong lòng vừa thất vọng vừa tức giận sự phát triển của trẻ không thể tách rời từ giáo dục gia đình ảnh hưởng xấu của con trai và con dâu đối với cháu gái quá lớn cháu gái sống bên cạnh những bậc cha mẹ như vậy thực sự khiến ông thẩm lo lắng ông thẩm kiên quyết không đồng ý chuyển đổi ngôi nhà thành nhà nghỉ nhưng con dâu lại nói dối rằng mình đang mang thai ông thẩm nghe xong rất vui nhưng con trai lại nói rằng điều kiện kinh tế của mình có hạn hy vọng ông thẩm có thể giúp đỡ tiền nuôi con con gái cũng nói rằng mình đã bị công ty sa thải hiện đang thất nghiệp và liên tục không tìm được việc làm mấy đứa con cứ bắt bố phải đổi ngôi nhà cũ thành nhà nghỉ khiến ông thẩm rất bất đắc dĩ chỉ đành đồng ý với họ trần hy nghe nói ông thẩm muốn đổi ngôi nhà thành nhà nghỉ và giao toàn quyền trang trí cho con gái và con dâu cô thật sự không hiểu tại sao cho đến khi ông thẩm rời đi trước dặn bà bầu sau này ít đến công trường cô mới biết được lý do vì con cái họ không cho ông thẩm tận hưởng tuổi già còn bắt ông đi thuê nhà cũ để ở thậm chí giả vờ mang thai để lừa ông thẩm trần hy nói với họ rằng cô sẽ không thiết kế cho họ chỉ làm theo yêu cầu trước đây của thẩm bá không ngờ nàng dâu lại nói sinh cho thẩm bá một cháu trai ông ấy hy sinh một chút cũng là đáng chị gái cũng cảm thấy cho bố được ôm cháu trai là hưởng phúc lớn nhất khi về già tức giận mà Trần Hy lật tẩy lời nói dối của cô ấy, Trần Hy đã sớm nhận ra điều bất thường. Nàng dâu của Thẩm Bá luôn uống cà phê, hôm đó ở biệt thự cũ, trong ly giữ nhiệt của cô ấy cũng là cà phê đen, mà phụ nữ mang thai thì không được uống cà phê. Vậy nên cô ấy chưa hề có thai, không lâu sau, Dương Quang nhận được cuộc gọi của Thẩm Bá, vì con cái dẫn theo cháu trai đến khóc nghèo ở nhà ông. Kết quả Thẩm Bá một lòng mềm mỏng tha thứ cho họ và còn phải giảm ngân sách trang trí, tiết kiệm tiền để giải quyết nợ nần cho con cái. Mọi người đều cảm thấy Thẩm Bá làm cha quá ức chế, Cô gái cố ý đi nhà nghỉ với sếp, nhưng lén lút thuê người chụp trộm lại, để làm bằng chứng cho việc sếp cưỡng hiếp nữ nhân viên, để được chàng trai thích, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Nhưng chàng trai chỉ sẵn lòng cho cô một khoản tiền lớn và bảo cô đừng làm những chuyện như vậy nữa, cũng đừng đạo đức giả với anh ta, vì anh ta không yêu cô. Nói xong muốn rời đi, không ngờ bị cô gái ôm lấy, đúng lúc hôn phu của cô gái bất ngờ đến, chàng trai lấy video ra giải thích, mọi chuyện đều do cô gái bày mưu, nhưng đối phương không tin, cho rằng anh ta đang ép buộc lợi dụng cô gái cảnh vũ hành cảm thấy dương quang chẳng hiểu gì về tống hiểu vũ trước đây còn không muốn chấp nhận cô ấy nhưng bây giờ biết được mối quan hệ của cô ấy và dương quang liền quyết định ở bên cạnh tống hiểu vũ dương quang biết đối phương đang sử dụng tống hiểu vũ để trả thù mình và trần hy vì vậy anh khuyên tống hiểu vũ không nên ở bên cạnh vũ hành không ngờ tống hiểu vũ không chỉ không nghe mà còn quyết định về nhà với cảnh vũ hành bảo dương quang đừng quản cô nữa dương quang thực sự bất lực và không biết phải nói gì dù sao anh cũng chỉ là hôn phu danh nghĩa dương quang trở lại công ty vô tình nghe thấy có người đang nói chuyện trong phòng tôn ninh đang dạy trần hy cách tỏ tình mạnh mẽ anh muốn rời đi nhưng lại bị nhân viên vào phòng bắt gặp không còn cách nào anh đành phải vào mọi người trong phòng biết dương quang đã trở về từ lâu chắc chắn đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi vì vậy tôn ninh đã đưa mọi người ra ngoài chỉ để lại trần hy và dương quang không khí lập tức trở nên ngượng ngùng dương quang không ngồi yên được nữa lấy cớ đưa cô về nhà nhưng trần hy đã gọi anh lại hỏi dương quang có thích cô ấy không tuy nhiên sợ hãi sự trả thù của cảnh vũ hành có thể làm tổn thương tống hiểu vũ dương quang chỉ có thể kìm nén tình cảm của mình đối với trần hy không trả lời cô nhưng tình yêu thực sự không thể kìm nén khi trần hy hỏi lại dương quang có thích cô ấy không dương quang cũng hoàn toàn mở lòng anh nhận ra giữa mình và tống hiểu vũ chỉ có tình thân không có tình yêu vì vậy hai người xác định mối quan hệ tình cảm tối hôm đó dương quang bất ngờ nhận được tin nhắn từ tống hiểu vũ dương quang không mấy để tâm chỉ đáp lại một cách ngẫu nhiên mà không biết rằng thực chất đó là cảnh vũ hành gửi mục đích để Dương Quang biết Tống Hiểu Vũ không ổn. Cảnh Vũ Hành lần thứ hai dùng điện thoại của Tống Hiểu Vũ nhắn tin, Dương Quang trả lời bằng cách gọi điện thoại, nhưng đối phương không nghe máy, Dương Quang rất hoang mang. Cảnh Vũ Hành lần thứ ba dùng điện thoại của Tống Hiểu Vũ để nhắn tin, nói rằng em đang ở đâu, anh rất sợ, rất cần em. Dương Quang vội vàng gọi điện cho cô, nhưng không ai nghe máy, chỉ nhận được thông báo số điện thoại bạn đang gọi đang trong cuộc gọi, xin vui lòng gọi lại sau. Sau đó anh gọi cho Cảnh Vũ Hành, cũng không ai nghe máy. Anh đành phải gọi cho sư mẫu để hỏi thăm tình hình gần đây của Tống Hiểu Vũ, sư mẫu nói con gái cô ấy mọi thứ đều ổn và xin anh đừng đến tìm cô ấy. Dương Quang dần nghi ngờ những tin nhắn này không phải do Tống Hiểu Vũ gửi, bởi cô ấy không bao giờ dùng kiểu ngôn từ như vậy. Anh lo lắng Tống Hiểu Vũ sẽ gặp chuyện, chuẩn bị đến nhà Cảnh Vũ Hành để làm rõ mọi chuyện. Trong khi đó, Tống Hiểu Vũ phát hiện Cảnh Vũ Hành lấy trộm điện thoại của cô, giả mạo cô gửi tin nhắn cầu cứu cho Dương Quang. Cảnh Vũ Hành lúc này đã bị hận thù làm mờ mắt, chỉ muốn giật lấy điện thoại trong lúc rằng co tống hiểu vũ vô tình bị đẩy ngã xuống đất đầu chảy máu và bất tỉnh may mắn là được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm dương quang hỏi nguyên nhân tống hiểu vũ bị thương cảnh vũ hành lại nói là do cô tự vấp ngã sau đó bảo dương quang mau rời đi trước khi rời đi dương quang để lại lời ham dọa nếu biết ai là người làm tổn thương cô ông sẽ không bỏ qua người đó anh bỏ qua trần hy tôi sẽ bỏ qua tống hiểu vũ biết rằng không thể nhận được tình yêu của người khác mà không chịu buông tay còn khiến bản thân trở nên ghê tởm không những làm khổ bản thân mà còn làm tổn thương người khác, đó còn là tình yêu sao? Người đàn ông lần đầu tiên đến nhà gặp bố mẹ của cô gái chỉ mang theo ba cái bánh mì làm quà, mẹ của cô gái rất tức giận, cảm thấy rằng vị hôn phu tương lai của con gái mình quá keo kiệt, chế giễu anh ta đang cố gắng lấy lòng mà không tốn kém gì. Nhưng cô gái rất vui, bởi vì những chiếc bánh mì đều do chàng trai tự tay làm, ăn lên rất thơm ngon. Ở bên này, cảnh Vũ Hành rất tức giận, anh ta đã theo đuổi Trần Hy bao năm nhưng không được đáp lại, lại thấy Dương Quang dễ dàng chiếm được trái tim cô, vì thế anh ta gọi lão tứ đến, đưa cho anh ta một khoản tiền, đúng 280.000 tệ, yêu cầu anh ta thay sơn thân thiện với môi trường của Dương Quang bằng sơn giả. Cảnh Vũ Hành muốn anh ta hãm hại Dương Quang. Lão Tứ từ chối thẳng thừng, vì tình cảm giữa hai người khá sâu đậm. Nhưng Cảnh Vũ Hành đã chuẩn bị kỹ càng, lấy ra hóa đơn Dương Quang đã đổi đá răm và không ngừng nói xấu Dương Quang. Lão Tứ không tin lời nói một phía của Cảnh Vũ Hành, nên đã hỏi Dương Quang về chuyện đá răm, nhưng Dương Quang không muốn anh ta dính líu vào, không nói cho anh ta biết sự thật. Dù vậy, lão tứ vẫn chọn tin tưởng dương quang nhưng tai nạn vẫn xảy ra hóa ra lão tứ không lấy tiền của cảnh vũ hành nhưng lại mang về một thùng sơn kém chất lượng khi anh ta phát hiện ra sơn đã được đồ đệ sử dụng mất nửa thùng anh ta vội vàng bảo đồ đệ thay sơn khác nhưng quên không xử lý thùng sơn kém chất lượng dẫn đến cháu gái của ông thẩm bị dị ứng toàn thân dương quang xin lỗi gia đình của các em nhỏ lại càng bị đối phương nghi ngờ nói rằng anh ta mua sơn giả để kiếm trên lệch và còn nhận việc tư bên ngoài bỏ mặc việc trang trí nhà của nhà thẩm dù ông thẩm tức giận nhưng ông vẫn tin tưởng Dương Quang, cuối cùng vẫn để Dương Quang tiếp tục làm việc. Nhưng khi Dương Quang trở lại công trường, chỉ ra lệnh cho nhân viên sơn lại tường, không truy cứu trách nhiệm của lão tứ. Mọi người không đồng tình với cách xử lý của anh. Lão tứ cảm thấy có lỗi về sự việc này nên đã kể sự thật cho Dương Quang. Sau đó rời khỏi công ty, ngôi nhà của nhà thẩm sắp được bàn giao, nhưng sau sự cố sơn lần trước, Trần Hy lo lắng về vấn đề khi nhận nhà. Quả nhiên, con gái ông thẩm phát hiện nồng độ phóc mandehit trong nhà vượt quá tiêu chuẩn. Trần Hy không tin, bởi vì đã sử dụng sơn thân thiện với môi trường, vì vậy cô đã tự mình kiểm tra một lần nữa và vẫn thấy vượt quá tiêu chuẩn. Ngôi nhà có vấn đề, gia đình nhà thẩm không muốn nhận nhà. Để giải quyết vấn đề, Trần Hy đề xuất mời tổ chức chuyên nghiệp kiểm tra lại. Tuy nhiên, trước khi họ kịp tìm người kiểm tra, đã bị người ta phơi bày trên mạng, mọi người nghi ngờ là công ty doanh gia đang làm trò. Nhưng Dương Quang vẫn quyết định xử lý trước nhà của ông thẩm, chuyên viên kiểm tra nhà của ông thẩm và kết quả cho thấy hàm lượng phóc đều đạt chuẩn quốc gia. Dương Quang nhẹ nhõm thở phào, và ông thẩm cũng an tâm nhận nhà tuy nhiên công ty bị ném đá trên mạng trực tiếp bị các dự án khác cấm cửa còn bị cảnh vũ hành đá khi đang ngã trần hy đề xuất đăng ký lại công ty nhưng dương quang cảm thấy đó không phải là giải pháp vì cảnh vũ hành chắc chắn sẽ tìm cách hãm hại ông khi hai người đang lo lắng về điều này bất ngờ có khách hàng tìm đến người phụ nữ đến vì nghe tiếng tăm và muốn trần hy thiết kế cho mình mọi người tưởng rằng sẽ có việc làm rất vui mừng nhưng không ngờ tôn ninh nghe được khách hàng là một người tình không phải chủ nhà trần hy lo sợ sẽ có vấn đề phát sinh sau này vì quan hệ gia đình của khách hàng quá phức tạp nên đã bàn bạc với mọi người và quyết định từ chối dự án đó. Để duy trì chi phí hàng ngày của công ty, Dương Quang nhận dự án cải tạo nhà vệ sinh công cộng. Trong lúc thi công, Trần Hy nhìn thấy và xót so xa cho bạn trai, quyết định nhận dự án thiết kế nhà của Tạ Á. Tôi đột nhiên gặp một chút vấn đề bên này, công việc có sự thay đổi, tôi có thể nhận thiết kế ngôi nhà của cô, chúng ta hãy gặp nhau ngày mai nhé. Người phụ nữ này thật là kỳ lạ, thuê người thiết kế nhưng lại không có bất kỳ ý tưởng nào. Cô ấy không biết mình muốn ngôi nhà như thế nào, chỉ nói khi nhìn vào sẽ biết ngay liệu có hài lòng hay không. Yêu cầu như vậy không nghi ngờ gì là một thách thức, nhưng nhà thiết kế vẫn nhận lấy đơn hàng này. Nhưng sau vài lần liên tục, khách hàng vẫn không hài lòng, nhà thiết kế hỏi cô ấy không hài lòng ở đâu, cô ấy nói cảm giác không đúng, không phải là ngôi nhà cô ấy muốn. Đây đã là lần thứ tư, tuy nhiên cô ấy vẫn không hài lòng, thật sự rất khó khăn. Trần Hy nghĩ rằng khách hàng vừa có tài vừa có sắc, nhưng lại chọn làm người thứ ba, hoặc là vì tiền. Các thiết kế của cô ấy đều rất tinh tế và thoải mái, nhưng khách hàng lại không thích. Dương Quang đoán rằng bên ngoài và bên trong của đối phương có thể không giống nhau, lời nói này đã khơi gợi cảm hứng cho Trần Hy. Cô thức trắng đêm để hoàn thành thiết kế và kết quả lần này khách hàng rất hài lòng, thậm chí còn đưa bạn trai đi cùng để xem. Không ngờ lão Lâm lại cảm thấy thiết kế của Trần Hy quá đơn giản, giống như một căn hộ thô, nhưng Tạ Á lại thấy rất tuyệt, đó chính là phong cách thịnh hành hiện nay phong cách nghèo khổ. Lão Lâm không còn cách nào với bạn gái, nghĩ rằng phong cách giản dị này có lẽ sẽ tiết kiệm chi phí, nhưng không ngờ lại đắt hơn cả những bản trang trí lộng lẫy. Nhưng Tạ Á lại muốn phong cách này, lão lâm đành phải đồng ý dù trong lòng có những dự định khác cho căn nhà tạ á có một vị trí khá khó xử trước đây không có bạn bè nên coi trần hi như một người bạn duy nhất hy vọng cô sẽ đồng hành cùng mình trong sinh nhật không ngờ lão lâm cùng vợ đã đến nhà hàng và còn yêu cầu tạ á nhanh chóng rời đi cô vừa buồn vừa tức giận lại còn lo lắng rằng trần hi sẽ coi thường mình tôi không coi thường cô tôi chỉ không hiểu tại sao cô lại muốn sống cuộc sống như thế này tạ á nói rằng mình từng có một gia đình điều kiện tốt nhưng sau khi cha cô phá sản cô không quen sống nghèo khó, vì vậy mới đi theo lão Lâm. Tôi không hề muốn phá hoại gia đình của Lâm Thế Biểu, càng không muốn thay thế vị trí của vợ anh ấy, tôi chỉ cần điều kiện vật chất và nguồn lực từ anh ấy mà thôi. Trần Hy nghe xong không biết nên nói gì, nhưng vẫn khuyên cô không nên sống như vậy, hơn nữa lão Lâm cũng không phải người tốt. Quả nhiên không bao lâu, lão Lâm cùng bạn gái mới đến xem nhà, còn dự định thiết kế lại ngôi nhà. Trước hành động không biết xấu hổ này của lão Lâm, Trần Hy vừa tức giận vừa bất lực, hơn nữa còn quá đáng hơn nữa là anh ta còn nhờ trần hy thuyết phục tạ á đừng làm ầm ĩ dù trần hy không sẽ nói tốt cho lão lâm nhưng cô vẫn dự định tìm tạ á nói chuyện tôi nhớ cô từng nói với tôi cô ở bên lâm thế biểu để có cuộc sống tốt hơn nhưng cô bây giờ sống có thực sự tốt không nhưng sau khi nghe xong tạ á rất kích động không cam lòng bị lão lâm vứt bỏ như rác quyết tâm tìm lão lâm tính sổ trần hy bảo cô đừng quá kích động hãy bình tĩnh suy nghĩ một chút một khi sự việc bị vợ lão lâm biết cô hoàn toàn có thể dùng pháp luật để đòi lại tất cả điều đó mới thật sự là mất mát lớn. Tạ Á, hãy là chính mình đi, cô hoàn toàn có thể sống tốt hơn. Vì Dương Quang đã hủy hợp đồng trang trí, bạn gái mới của lão Lâm đang khắp nơi tìm kiếm nhà thiết kế. Tin tức còn được truyền đến tai vợ lão Lâm, vì thế bà Lâm dự định ly hôn, yêu cầu lão Lâm ra đi không mang theo gì. Và như một lời đền đáp, việc trang trí biệt thự và căn hộ đều do họ thực hiện. Cô gái vừa nói vừa cười, nhưng ngay giây tiếp theo bỗng nhiên bật khóc và còn nói những lời kỳ lạ, nếu tôi làm điều gì đó xin lỗi anh, anh có trách tôi không? lời này khiến người ta không hiểu nổi nhưng người đàn ông cũng không quá để tâm chỉ coi như cô gái đang hoài niệm chợt bật lên cảm xúc nhưng không ai ngờ ngày hôm sau lại xảy ra tai nạn người đàn ông tranh thủ dự án trang trí vì đề xuất thiết kế giống hệt nhau nhưng đối thủ lại đưa ra mức giá thấp hơn anh ta 10%, kết quả là thua người đàn ông mới hiểu ra cảnh vũ hành đã chỉ đạo tống hiểu vũ đánh cắp bản thiết kế và bảng báo giá của anh vì đêm qua tống hiểu vũ đã đến tìm anh còn nói nhiều lời lạ lùng nhưng trần hy lại nổi giận với anh cô nói dù là tống hiểu vũ đã đánh cắp nhưng với mối quan hệ giữa anh và cô ấy anh có thể làm gì được cô ấy chứ dự án trang trí mà công ty doanh gia đã cố gắng giành được họ dự định tìm đội ngũ thi công từ nơi khác và giữ bí mật quá trình thi công dường như có mục đích không thể nói ra mọi người đều không hề hay biết cho đến một ngày lão tứ đột nhiên đến tìm dương quang nói rằng công ty doanh gia tìm đội ngũ thi công ở ngoại ô cung cấp chỗ ăn ở với điều kiện rất tốt dương quang cảm thấy chắc chắn có điều gì đó không bình thường vì công ty doanh gia là một công ty lớn hoàn toàn không cần thiết phải đi tìm người ở ra vì thế ông đã điều tra một chút và kết quả thu được thật sự gây ngạc nhiên, hóa ra tòa nhà đó là một tòa nhà nguy hiểm. Tòa nhà này là do Cảnh Mặc Sơn và Hồ Tuấn Tài cùng xây dựng từ 20 năm trước và chủ đầu tư cũng không hề biết điều này. Hiện nay, công ty doanh gia đang nỗ lực để lấy lại dự án, nhằm che giấu sự thật của quá khứ. Nếu Cảnh Vũ Hành lật đổ được Hồ Tuấn Tài, đồng nghĩa với việc lật đổ được Cảnh Mặc Sơn và khi Cảnh Mặc Sơn sụp đổ, công ty doanh gia cũng sẽ theo đó mà sụp đổ. Nhưng Dương Quang vẫn tìm đến Cảnh Vũ Hành, trình bày rõ ràng mối quan hệ lợi hại của sự việc và để lại cho anh ta tài liệu để tự mình lựa chọn. Nếu cảnh vũ hành không quan tâm, những người và công ty mà anh ta muốn bảo vệ sẽ không thể giữ được. Cảnh vũ hành nhận ra tất cả kế hoạch của mình đều thất bại, bước đi được tính toán kỹ lưỡng. Sự chuẩn bị kỹ càng của anh ta cuối cùng cũng thua Dương Quang, sẽ là hình phạt theo pháp luật hoặc là bồi thường về mặt kinh tế. Tống Hiểu Vũ và Cảnh Vũ Hành hoàn toàn chia tay, sau đó cùng mẹ đến công ty của Dương Quang. Cô chào tạm biệt Dương Quang, dự định rời khỏi thành phố này. Nhưng mẹ của Tống lại tìm đến Trần Hy, nói rằng dương quang và tống hiểu vũ từ nhỏ đã định sẵn hôn ước hy vọng trần hy không phá vỡ hôn ước của họ trần hy không chiều theo mẹ tống nói rằng điều đó không được pháp luật cho phép và hôn nhân cũng cần có tình yêu nhưng mẹ tống không từ bỏ kiên quyết muốn cô và dương quang chia tay thậm chí muốn dương quang kết hôn với tống hiểu vũ điều này trực tiếp làm trần hy nổi giận cô nhắn tin cho dương quang xin nghỉ phép rời khỏi công ty một thời gian dương quang rất lo lắng vội vàng lái xe đi tìm trần hy giữa anh và tống hiểu vũ không có tình yêu vậy giữa anh và em thì sao anh không thể đánh bại được em, cũng không thể chạy trốn khỏi em, vậy anh có định tiếp tục trốn tránh em, hay là thẳng thắn đến với em? Nhớ lại những khoảnh khắc bên Trần Hy, anh hiểu rằng Trần Hy mới là người quan trọng nhất trong lòng mình. Ở bên này, Trần Hy đang chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị rời đi, nhưng khi cô vừa lên xe thì Dương Quang lao xe ra chặn đường, hai người cùng xuống xe và nhìn nhau nửa ngày trời. Dương Quang giả vờ bị bệnh và chỉ có Trần Hy mới cứu được anh, Trần Hy cười thầm hiểu ý đồ của anh, thế là hai người hôn nhau hạnh phúc.